Hello, trời ơi, nãy mạng kém quá bị ao ra các tình yêu ơi. Mọi người vào lại đi nha, mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy gì không ạ? Để mình ghi cái bình luận này đã. Ok rồi. Lúc nào nhâm chuộng là đứng số 1 khi vào livestream này nhá. Ôi giời ơi, lại xóa mất rồi. Hello các tình yêu. Đây rồi. Hello, xin chào các chị. Này đang like thì tự nhiên lại bị ao ra, thế mới đau chứ nè. Mình bắt đầu lại nhá, thấy em không có thấy các bạn nhá. Thì vẫn có nói một với mọi người một chuyện là tại sao ngày nào em cũng mặc bộ này là người đời, là cái bộ đầu tiên, bộ truyền thống. Bởi vì em luôn luôn tự tin rằng cái sản phẩm của nhà em nó không phải đẹp một ngày, một tháng, một năm, mà bất kỳ một ngày nào trong năm và bất kỳ năm nào trong một thế kỷ, thập kỷ, các chị mặc đồ của nhà em đều vẫn hot, chứ không phải là lỗi mốt. Không bao giờ lỗi mốt luôn. Mọi người đang gặp em trong một hình tượng rất quen thuộc, đó một chiếc chân váy xẻ làm cho cái chân của mình nó dài hơn. Chân váy này còn có tích cực của ba chức năng: ghen bụng, nâng mông và kéo dài chân. Bụng như này kéo lên phát lại nuột như con chuột luôn. Mông thì căng đét, đằng sau là khóa nhá, khóa dấu nhá. Khi mọi người kéo lên là gọi là vừa khít lỗ đít luôn. Hello, xin chào, thấy em không? Và hôm nay mở màn cho buổi livestream ngày hôm nay sẽ dành giá đặc biệt tuyệt vời cho những ai chia sẻ livestream này nhanh nhất. Nhanh nhất là những một trong số những người chia sẻ nhanh nhất sẽ được giá ưu tiên hơn giá mọi khi rất nhiều. Mình sẽ bắt đầu nhá. Ai bạn nào đã chia sẻ để mình bắt đầu cho mọi người một cái sản phẩm tuyệt vời với một cái mức giá tuyệt vời ạ. Ok. Váy nhà chị đẹp nhất, em mua 2 chiếc rồi, mua lấy mấy chiếc vào đây. Hello 300 người đang xem nhá. Bây giờ tớ có một cái điều tuyệt vời cho mọi người, đó là những cái mã len tăm về hàng nhá. Cái này bình thường là gần như không còn tồn tại nhưng hôm nay đã xuất hiện tại đây. Đấy, áo len siêu xuất sắc luôn. Mix với chân váy của nhà tớ thì quá đỉnh luôn. Mây mèo á. Mây mèo. Ok, đây này, đây là chiếc áo len tăm nhá. Bình thường ấy, mọi người có nhìn thấy rất là nhiều chất len bán trên thị trường, nhưng em đang giới thiệu cho mọi người một cái chất len tuyệt vời nhất. Tức là nó sẽ không nhão, không chảy những cái chất khác, là chưa mặc mà nó thòng lõng này. Len của là tớ này, từng cái thợ tăm rất là tuyệt vời luôn, co giãn như này. Đấy, áo len này thì là hàng 220.000. Nhưng hôm nay ai chia sẻ livestream nhanh nhất và là người inbox nhanh nhất thì chiếc áo len này sẽ không còn giá như mọi khi nữa, mà sẽ trở về một cái giá mà chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, 149.000. Và bạn nào muốn sở hữu cho mình 2 chiếc áo len thì giá chỉ còn là 139.000 một chiếc áo len xuất sắc như này, hàng loại một nha mọi người. Như em đang mặc trên người đó là mặc chiếc áo len màu da bò. Áo len này là một chiếc áo len có thể mặc xuyên năm tháng, năm nào mặc cũng được, không bao giờ lo lỗi mốt. Mix với quần áo, chân váy xòe, chân váy ôm, các loại màu chân váy đều đẹp nhá. Đây là màu da bò, em có đủ tông màu cho mọi người ạ. Ok, mình có thấy mọi người nhá. Ai là người muốn sở hữu cho mình chiếc 2 chiếc này nhanh nhất với giá rẻ nhất? Bình thường chiếc áo này mọi người biết thừa em bán 176 rồi, nhưng hôm nay 139.000 dành cho bạn nào lấy 2 chiếc và là người nhanh tay chia sẻ nhất. Một chiếc là 149.000. Đây là màu da bò. Hello bạn, mình sẽ mặc tiếp các cái tông màu khác đang hot nhất luôn. Có thấy Nguyên Nhi nhá, thấy tất cả mọi người ạ. Đây, tông màu khác cho các tình yêu luôn. Đây là màu hồng đỗ nhá. Nó cũng không phải là hồng mà nó cũng chả phải là đỏ. Đây là tông màu hồng đỗ này, rất là bắt hình. Khi mà các chị mặc chiếc áo này lên, nhìn thoáng qua thôi đã biết áo xịn rồi. Mà nhìn càng kỹ nó lại càng đẹp hơn. Từng đường tăm rất đẹp và có giá nhá. Mọi người yên tâm là ngực mọi người bao nhiêu, bụng mọi người bao nhiêu là áo nhà em đều cân hết. Đẹp rụng rốn luôn đấy ạ. Đây, sơ vin vào là này tanh tách luôn nhá mọi người nhá. Cổ 3 phân, đường ngực, đường nách, đường eo mà nách cũng có giãn luôn. Mặc cái này cực kỳ thoáng, không hôi nách nhá. Tuyệt vời luôn các mọi người ạ. Hàng 220.000 mua 1 chiếc còn 149.000, mua 2 chiếc còn 139.000. Đây là màu hồng đỗ dành cho buổi đầu livestream và dành cho những ai chia sẻ lượt livestream này nhanh và nhiều nhất. Còn cuối livestream em không bán giá này đâu. Em bán giá này là sập nhà sập kho luôn đấy ạ. Chị ship cho em chưa? Cái này mình sẽ chốt đơn trong inbox và cũng như là trả lời thắc mắc mọi người trong đó nhé. Mọi người có thể vào inbox mình. Đây, như em mặc tiếp đó là màu xám. Chất đẹp lắm các chế ơi. Đấy, như con chị gái của em làm mấy cái luôn ấy. Sang phát là phập luôn 3 cái luôn, hồi xoắn mặc cực ấm. Vì đó là len tăm xịn, len tăm xịn và nhìn mặc form dáng rất là chuẩn luôn. Đó, ngực ra ngực, eo ra eo và hông ra hông, gọi là khúc nào ra khúc đấy mà đẹp.
đẹp 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 trong một cái sự sang trọng, không cần phải màu mè hoa 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 gì cả, cứ đơn giản này thôi là đã thấy xinh lắm rồi. Đấy, đây là màu xám nhá. Đấy, còn giá thì em cũng đã nói rồi ạ. Ok, bộ đồ ngủ còn không em? Còn chị ạ, còn cả thế giới chỉ còn em chưa bán thôi. Có ai mua em không thì em bán luôn. Ngoài ra nó còn có màu đen là màu truyền thống nhá. Màu đỏ, màu da bò này, màu hồng, màu hùng, màu đen này. Đây là màu đỏ nhé. Ok. Đây, màu đỏ này đẹp chưa? Các mọi người ơi, đây này. Từng chất liệu của nó nhá, cổ thì cổ 3 phân này, đường thì đường co giãn này, rất là đanh và nó ôm sát với cái cơ thể của mình, ôm và làm nảy ngực này, nách tay mọi vị trí đều rất là hoàn hảo. Chất liệu tâm đây mọi người có thể nhìn rõ này, không xù nhá, nó không chảy ra như là khi mà mua về thì là áo mà hai bữa thì là váy đâu ạ, không có nhá. Len tâm xịn luôn, giá 149.000 dành cho ai chia sẻ 5 lần, 10 lần, và giá 139.000 dành cho ai sở hữu cho mình chị hai chiếc trong một cái sự nhanh tay nhất. Ơi, bán rất nhanh và hết hàng luôn, bán cực kỳ rẻ. Ok, xin cảm ơn. Áo đen chị không bán. Áo len á, áo len này của chị là 220.000, chia sẻ livestream em còn giá 149.000 một cái. Và nếu em mua hai cái là 139.000, giá rẻ hơn cả giá buôn. Ok, mình sẽ cởi chiếc áo này ra. Xin cảm ơn mọi người. Chốt hạ nhá. Em chỉ bán cho những ai vào đầu livestream và chỉ cho những ai nhanh tay nhất thôi. Còn lát nữa cuối livestream thì cái giá này sẽ không có đâu ạ. Tuyệt vời lắm. Đó. Đây là màu đỏ nhá, đỏ như em là đỏ đỏ cơ, đỏ đẹp ấy. Không phải đỏ đỏ bẩn bẩn, đỏ xấu xấu đâu. Rất dày, rất đẹp đấy. Mọi người có thể mời mọi người ngự chiếc áo này từ chất liệu này, form dáng này, chất len này. Úi dồi ôi, nuốt. Ok, cái chiếc len này không lo lỗi mốt mà mặc năm nào cũng được. Chân váy của em bảo là chân váy chống phòi mỡ nhá. Bình thường bụng em rất là lèo nhèo như thế này. Đấy, chị em mình hay bị nỗi lo này. Đây không phải là cố thở ra mà nhìn phát biết bụng mỡ. Đấy. Nhưng mà giải pháp của tớ chỉ có mặc cái chân váy tuyệt vời này thôi. Chân váy xẻ một chút nhẹ nhẹ làm cho chân mình dài hơn, mông căng và tuyệt vời hơn, đó là ghen bụng nhá. Chân váy nhà em có size SML. Chân váy SML 16, chia sẻ livestream còn 99.000. Áo len mèo em nhận của chị đẹp lắm luôn. Cảm ơn em nhá. Bao nhiêu áo vậy chị? Bao nhiêu áo vậy chị? Đây chị còn nói đây. Còn những bạn mới vào chưa biết em ấy thì có thể ấn theo dõi và mình sẽ cùng tìm hiểu về nhau nhé. Đấy, khi nào các chị cảm thấy rằng là hợp lý, thích em thì chị hãy mua thử sản phẩm của nhà em nhé. Ok, đây là len tăm màu đen này các chế ơi. Chị lấy hai cái có màu khác không? Đây này có màu đen nha, em đọc lại bảng màu nhá. Màu đen, màu đỏ đô này, màu ghi xám này, màu hồng này là hồng da bò này, ăn là màu nâu da bò này, và đây là màu hồng nút. Tất cả những cái màu này đều rất là tuyệt vời và là những cái bảng màu rất là dễ mặc. Còn các chị cứ không phải lo lắng về cái chuyện gì cả, chỉ có việc là chị thích màu này thì chị nhích màu đấy thôi, còn ra mọi cái vấn đề khác để em lo. Chị nghĩ nhiều làm gì, chị cái tâm sức đấy chị để làm việc khác, còn những cái thứ nhỏ nhặt này để em nghĩ cho. Và hôm nay vẫn còn một chương trình tuyệt vời với các chị, đó là giá tất 19.000 nhá. Nếu mà các chị đẩy lượt người xem lên đến 1.300 lượt xem, em sẽ mua món quà tuyệt vời cho các chị nhá. Tất 19.000 ạ, tất 19.000 ạ. Tất giá cũ của đôi này chỉ khoảng 25 đến 30.000. Và trên thị trường có rất là nhiều mức giá bán cho các chị. Nhưng để giới thiệu với các chị tại livestream của em, trang cá nhân của em, một trang cá nhân vô cùng uy tín, thì em dành cho các chị một điều tuyệt vời là những cái đôi tất này là những đôi tất xịn nhất trong những đôi xịn. Nó siêu dai và siêu bền luôn. Đây là hàng nhập hoàn toàn 100%, không phải là hàng Việt Nam gia công. Đây là tất có bảng màu da, màu đen, màu khói, màu cắt trái. Bây giờ em sẽ đi thử cho các chị một cái tông màu ra màu da nhé. Áo bao nhiêu một cái? Chị nhận hàng rồi đẹp lắm. Đó. Toàn vào khen thôi, khổ thế chứ. Cái cuộc đời mà cứ phải nhận lời khen thôi các tình yêu ạ. Đấy, này. Em hy sinh cái bộ giò của em lại test cho các chị xem nhá. Đây là chân không đi tất thì nó sẽ rất là nhiều những cái lỗ chân lông, nói chung là
Cái tất này lên nào, rồi ôi nó mịn chân này, xong rồi nó siêu dài như này, rất là thích. Một đôi tất các chị bảo 19.000 thì đi được nửa lần, nhưng em không chấp nhận điều đấy, em không công nhận điều đấy. Và em đã phá mọi cái định kiến đấy bằng việc đó là chia sẻ cho các chị một sản phẩm tốt và tuyệt vời. Đó là đôi tất 19.000, giá của trên thị trường là 25 đến 35.000 một đôi. Đó, hãy dự trù sẵn cho mình những đôi tất để trong cốp xe, dự trù trong tủ để bất kỳ một trường hợp gì xảy ra, rách tất các thứ, mình sẽ có thể chủ động được. Đừng có mà phải đi mua tất bên ngoài 5-60 nghìn, tốn tiền, phí tiền. Đây, tất siêu dài 19 đôi, có da đen cắt cháy, mua khi mua từ 6 đôi nhá. Khi mua từ 6 đôi nhá. Khi mua từ 6 đôi nhá các tình yêu đấy, đẹp chưa? Siêu đẹp luôn, siêu dài ạ. Còn tại sao mà em trên màn hình em cứ nói nhắn đi nhắn lại một câu là đẹp lắm? Không phải là vì em là một đứa cái gì em cũng khen, mà để mà chọn tuyển để được trước cái livestream này cho các chị là bản thân em cũng đã cũng suy nghĩ rất là nhiều. Cái gì đẹp mới giới thiệu, vì uy tín cá nhân mà. Nó không phải là bán ảo ảo, bán cho xong nhá. Đây, tất siêu dài 19 đôi khi mua từ 6 đôi các chị nhá. Đấy, những ai mà chưa đặt được hàng thì chủ động gọi điện hoặc là nhắn tin cho những cái Facebook mà em đăng trên mạng nhá. Đây 19 một đôi luôn nhá. Hôm nay thì em sẽ không tua lại những cái mẫu cũ nữa, em sẽ tiếp tục cho các chị tất cả những cái mẫu mới. Và hôm nay em có một món quà khi số lượt xem đạt được đến 1.500 lượt xem tiếp tục nhá. Để đôi giày này bán 19.000. Ở đây là đôi da gu xì nhá. Đó, chất rất là mềm. Ở trong này nó có đế là chống thối chân này, da mềm và xịn, đế kép này. Đế này là đế chống trơn trượt cho các tình yêu luôn. Giá 19.000 đôi này, nếu lượt người xem đạt đến 1.500 lượt xem, hiện tại còn 400 lượt xem nữa, mọi người hãy chia sẻ giúp em 5 lần để được sở hữu cái đôi giày này với giá 19.000. Rất nhiều người đã nhận được quà nhá. Ok, xin cảm ơn. Tiếp tục hôm nay sẽ có cái gì? Cho em 10 đôi tất, đúng rồi. Rất nhiều người đã mua tất và ai cũng cảm thấy hài lòng các chị nhá. Những cái đôi tất mà tất 3D 6S như này thì trên thị các chị phải mua với cái mức giá là 100.000 đến 120.000. Nhưng tại shop em thì đôi tất 3D 6S hàng chuẩn mác đỏ như này sẽ bán với giá 85.000 một đôi khi mua từ hai đôi. Tất nó là như thế này nhá. Ở bên trong của nó là những cái đường trần rất là rõ ràng như này và lót như này bên trong nhá. Lót như này bên trong và khi đi lên chân rất là mát và mịn luôn. Cho em 5 đôi tất. Đây. Đây này, nay nhận được giày ong với khăn rồi nhá. Đồ đẹp, đợi cái áo da nữa, tốn tiền với nhà nàng quá. Đấy mọi người ơi, thực sự là mọi người khách đã review thực tế nhá. Đây là chất đây, nó giày như này, giá 85.000 đôi, ai đi cũng được. Đi đôi này mọi người không bị lo bị lạnh, không lo gì cả, đôi này rất là bền. Tức là trên thị trường nó rất là nhiều các loại tất như này. Và em là một người cực kỳ kỹ tính trong việc nhập hàng tất, bởi vì có một nỗi lo chung đó là thường hay bị rách. Nhưng em nhập cái mác đỏ và mác xịn như này để cho các chị tránh về hàng nhái nó sẽ không có mác như này. Và nó rất là bở, nó rất là mỏng, đi nó sẽ rất là bị dễ bị xù, nhưng hàng nhà em đi rất bền, rất đẹp luôn. Cái vấn đề không phải là giá nữa, mà cái vấn đề đó là uy tín cá nhân. Và cái vấn đề đó là các chị phải mua đúng cái hàng chuẩn cho em, thì nó mới chính là 6S 3D hàng chuẩn nhá, 85.000 đôi, không ai từ hai đôi. Với các chị chú ý cho em, còn em mà đã tuyên bố trước 1.200 chị cũng như ngày nào xuất hiện đây thì các chị phải biết là thực sự nó có một cái cơ sở gì để mình dám tuyên bố cái câu nói dùng hồn như thế, đúng không ạ? 85.000 đôi. 85.000 một đôi. Xin mời ạ. Nhận được áo dạ rồi, rất đẹp và ưng ạ. Cảm ơn các tình yêu ạ. Hello, có thấy các bạn nhé. Và hôm nay để mình chân váy của mình thì vẫn cứ là 99.000 nhá, không tăng giá nhá. Rất đẹp và rất đẹp luôn. Hôm nay mình có cho mọi người đó là những cái bộ ngủ như này. Bộ ngủ là bộ ngủ Chanel nhá, bộ ngủ Chanel. Đây là chất lụa, đang bán trên thị trường giá 220.000 tại các shop lớn. Và tại shop em thì không có cái giá đấy nhá. Mọi người chuẩn bị lĩnh một cái giá tuyệt vời trong mơ luôn đấy ạ. Đây. Đây là bộ ngủ màu kem. Ok. Bộ ngủ màu kem này mọi người có thể mix với cái quần của nhà em. Đó. Đây. Đây là bộ ngủ màu kem và đây là cái quần của nó nhá. Chất liệu của nó đây là chất lụa rất là óng và màu này là màu kem. Như trên thị trường cái bộ lụa này đang bán rầm rộ với giá 220.000, nhưng tại shop em sẽ không có giá đấy và chỉ dành cho những chị nào nhanh tay nhá sẽ được sở hữu bộ ngủ này với giá là 119.000 nhá. 119.000 một bộ này.
quá là rẻ so với cái công sức của người làm ra. Đây này, lụa này là lụa thêu nhá. Màu này là cùng em là màu vàng kem, quần dài, áo dài. Và chiếc áo này mọi người có thể mặc riêng, mặc thành một chiếc áo bình thường đi làm, mặc đi ra ngoài đều rất là ok. Tay dài nhá, thân cũng dài chứ không phải là thân ngắn, em sơ vin lên nhá. Giá 119.000 bộ này thì phê lòi luôn đấy ạ. Và đéo đứa nào bán rẻ bằng em khẳng định là đứa bán rẻ và uy tín nhá các mọi người nhá. Đấy, 85.000 là một chiếc nhá các chị nhá. Chị lấy một chân váy quần ghen bụng. Ok, đây là màu kem nhá các chế ơi. Em chặn thằng này đã. Ôi dồi nhầm. Đây nhá mọi người ơi, đây là mọi người ơi, đây là màu kem nhá, đây là màu kem nhá. Ngoài ra nó còn tông tông màu khác, đó là màu xanh. Màu xanh này là xanh cổ thịt, xanh sang nhất trong cái cả màu xanh. Màu rất là sang luôn, mọi người nhìn thấy không? 119.000 nhá. Quá rẻ. Đây này, mặc thử lại cho mà xem. Em có 3 màu. Đây mặc nhanh, bán nhanh không hết, không là bọn buôn ở đền nó quân hết các chế ơi. Là khách lẻ không có, không được mua đâu. Đây này, ở cái chỗ Chanel là Chanel thêu nhá. Đó, đây là màu xanh và quần là quần dài. Đây một chiếc quần của nó đây, em có thể rũ ra cho mọi người, rất là từ từ, rất là ống ả luôn. Chia ra nếu 119.000 bộ này tức là tương đương với 120.000 thì cái quần chỉ có 65.000 và áo 65.000. 65.000 này các chị thành được một chiếc áo sơ mi như này và kèm theo việc là các chị có được một cái bộ ngủ như này, quá rẻ luôn. Và chỉ tại nơi đây, chỉ tại nơi em mới có cái giá tuyệt vời như thế thôi. Và em còn một màu nữa, đó là màu đỏ nhá. À, bộ chị đang mặc kia. Chân váy em có bán nhá. Mọi người để lại cân nặng, chiều cao, họ tên, địa chỉ cụ thể trong inbox nhá. Đây là màu đỏ nhá. Chưa bao giờ cái chất vải của nhà em lại được tốt như dạo này luôn. Chất nó quá là dày. Này, rất quá dày luôn và xịn luôn. Đây là thêu nhá, không phải là dán đâu ạ. Ok, 119.000. Mọi người ơi, ai chia sẻ là sẽ còn giá 119.000, còn nếu không chia sẻ là sẽ giá 160.000 cho em nhá. Đây, đây là bộ màu đỏ nổi bật luôn đấy ạ. Và cái này nó được cả áo cả quần. Đây, quần thích mặc quần cũng được, hoặc là nếu nguyên cả cái áo thôi cũng đã lãi rồi. Chất liệu của nó đây là lụa nhá. Lụa đẹp, rụng rốn luôn các chế ơi. Ok, cho em bộ màu đỏ. Múc ngay vì số lượng có hạn. Và bán cái giá này thì chỉ có giá vả vào mặt thôi ạ. Bình thường không ai có thể bán mọi người giá như vậy đâu ạ. Nhập mọi người đã nhập vào với 120.000 rồi, nhưng hôm nay em cứ thích kiểu đấy, là em cứ thích là một đứa khác biệt so với mọi người. Và đương nhiên là để mà có thể tuyên bố hùng hồn thì em phải có cơ sở của nó nhá, rất đẹp và sang luôn. Ok, xin cảm ơn mọi người, ai lấy bộ màu nào thì vui lòng inbox nha. Nhà em có 3 mã màu đẹp nhất, mấy mã màu kia chất xấu không thèm bán luôn, trả lại luôn. Đây là màu kem ạ, và đây là màu xanh cổ vịt nha mọi người, sang chảnh luôn. Mặc màu này thì hết sẩy. Các chị, các cô ơi, mặc màu này là sang lắm. Mặc đi ngủ thì cũng phải đẹp nhá. Ở nhà nó phải đẹp rụng rốn luôn. Vấn đề, và ngoài ra còn màu đỏ nữa đây. Đỏ nào cũng đẹp. Đỏ không phải đỏ kiểu đỏ bẩn bẩn đâu. Đỏ như em tươi tắn luôn, rực rỡ và sang chảnh nhá. Ok, xin cảm ơn các chị. Bộ này là giá 119.000 dành cho chị nào chia sẻ live stream. Và bây giờ là tiết mục áo len thần thánh nhá mọi người ơi. Em có thể chia sẻ live stream rồi em vào đặt hàng trong inbox cho chị nhá. Đây, bây giờ đến tiết mục áo len thần thánh. Mời mọi người chuẩn bị tinh thần đón nhận luôn. Ok, con dê xin chào tất cả các tình yêu. Mua 2 bộ. Mua 2 bộ thì vẫn giá đấy bạn ạ, giá kịch sàn rồi, giá kịch kim và kịch kịch rồi. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ em sẽ review cho mọi người tất cả những mã len và đang hot hit nhất trên thị trường. Đó. Cho em bộ màu đỏ, đúng rồi, lấy làm một bộ đi, hơn 100.000 thôi mà đẹp quá cơ. Tự tin, bởi vì trong cái lúc mà em định nói giá cho mọi người, trong đầu em suy nghĩ rất là nhiều dòng suy nghĩ. Có thể là ta sẽ bán đắt hơn, có thể là bạn sẽ bán rẻ hơn. Nhưng mà cái lúc mà định phọt ra 150.000 rồi, nhưng mà xong thế nào mà lại nói nhịu thành 119.000 ra thôi, bán luôn. Khỏi phải thay đổi luôn. Hello mọi người, đây là chiếc áo len đang làm mưa làm gió trên thị trường. Nó là một mẫu len thần thái đại diện cho những điều may mắn nhất của một năm mới. Nó là những cái gì khởi sắc và điều tuyệt vời nhất. Đây là sắp đến tháng cuối cùng của năm rồi. Và
Đây là món quà cho mọi người mặc chiếc áo len thần tài thay đổi vận mệnh nhé. Áo len thần tài này có hai mức giá, một là loại hơn 200 là loại này, và một là loại hơn 100.000 đang bán rất nhiều trên các chợ, các nhóm, các hội. Thì các chị em chú ý cho các chị là nên mua áo hơn 200.000. Thứ nhất là nhìn mặc áo dở phát biết ngay. Thứ hai đó là đã bất công mua rồi thì mua áo thật đẹp, đừng có tiếc một vài chục. Còn không mua 200 của chúng nó thì xin vui lòng mua với giá hơn 100.000 của em nhé. Áo này 250.000, chia sẻ livestream còn 200.000. Và ai là người chia sẻ 5 lần nhanh tay nhất giá còn 179.000. Em bán nốt 10 chiếc cuối cùng của nhà em giá này thôi, còn hôm sau sắp tới sẽ về với giá đắt hơn nhá mọi người nhá. Chất len rất là dày, len thần tài đây. Cái con này là hàng đính bằng trực tiếp bằng những cái sợi may lên, chứ không phải là kiểu dán mấy thứ vớ vẩn đâu ạ. Rất đẹp và nổi bật luôn các chị ơi, rất xinh nhá. Đây này, rất đẹp nhá các tình yêu ơi, đây phía sau đây ạ. Và cái form dáng thì rất phù hợp với tất cả người Việt Nam của mình. Nó không quá rộng mà nó lại không quá kiểu chật ý. Mấy chị béo cũng mặc được, gầy mặc càng đẹp. Còn nửa béo nửa gầy như em thì mặc quá tuyệt vời luôn, ai cũng được nhá, bất kỳ ai nhá. Còn mọi người bảo mặc màu này nó hơi gì đấy, nó trẻ quá rồi, nói các thứ, nhưng mà đời có bao nhiêu đâu các chị ơi, thanh xuân qua đi chỉ có những kỷ niệm ở lại, thế nên là hãy níu giữ được khoảnh khắc nào thì hãy cố gắng níu giữ nhá. Đây, áo len mèo thần tài, giá dành cho ai chia sẻ livestream là 179.000. Em nhận đơn trong inbox, dành cho ai để lại họ tên, địa chỉ, cụ thể số điện thoại trong inbox nhanh nhất nhá. Len thần tài rất là đẹp luôn. Ok. Áo mèo bao nhiêu ý? 179.000 nhá. 179.000 nhá các chế ơi. Đấy, rất đẹp luôn. Mix với chân váy của nhà em đây này. Chân váy xòe của em từng nếp một này. 160.000 có quần bên trong nhá. Có quần bên trong các chị cứ tung xòe thoải mái, không vấn đề gì luôn. Không vấn đề gì luôn. Chân váy giá là 99.000 nhá. 99.000 nhá. Ok, cho em áo này nhá. Ai là người chốt hạ cuối cùng nhỉ? Ai là người chốt hạ cuối cùng nhỉ? 10 chiếc duy nhất chắc là có bán được 9 chiếc cuối cùng rồi. Ai là người mua một chiếc cuối cùng nữa các chị ơi? Ok, cảm ơn chị nhá. Lạnh dữ vậy trời. Ngoài ra thì em có về cho mọi người một cái lô len nữa, giá sẽ rất là mềm mại hơn. Đây là len tiêu. Đẹp chưa mọi người ơi? Đó, rất đẹp luôn. Đây là len tiêu và cổ của nó bẻ như này, rất dày dặn luôn. Và nó có cái dáng xẻ như này nhá. Dáng của nó sẽ xẻ như này. Và đây là một chiếc áo rất là phù hợp với tất cả mọi người, ai cũng được ạ. Màu này rất đẹp, em mặc mẹ nó ngược với các chị yêu ạ. Bây giờ em phải mặc lại mới được. Chân váy có được, chân váy là 99.000, size S, M nhé. Đây rồi, xong. Đây, áo len tiêu. Là áo len tiêu của nhà em rất là nhiều bảng màu. Và đây là chiếc áo màu xanh nhá. Nó không hề phản da, nó rất là cộng hưởng làn da, làm da mình nó trắng trẻo hơn đấy ạ. Ok, dạ caro không? Lấy chân váy 99.000 ấy. Em áo một áo mèo một chân váy chị đang mặc nhé. Áo có màu trắng không? Có chị ơi. Có nhá. Đây, áo len tiêu của em màu xanh và cổ của nó rất là dày dặn như này, cực kỳ ấm luôn. Tay đây, tay bo và sau đó sắn lên như này nhá. Len tiêu màu xanh làm cho mình cảm thấy trẻ trung hơn. Bình thường em là một đứa rất là ít khi mặc áo len. Vì em cảm thấy chiếc áo len mặc em sẽ cảm thấy rất là béo, nhưng mà khi mặc chiếc áo len này thì dù người có dày dặn như em một chút, nhưng mà khi mặc lên em vẫn cảm thấy rất là trẻ trung. Ở đây nó cũng đường xẻ như này. Giá của chiếc áo len này là 250.000. Em dành cho chị nào chia sẻ livestream, em bán giá 200.000. Và hôm nay sale giá gốc kịch nóc cho các chị, dành cho chị nào chia sẻ livestream nhanh nhất. Inbox em đặt chiếc áo này dạ muối tiêu, áo len muối tiêu màu xanh, giá 159.000 nhá. 159.000 rất là điệu luôn. Em có rất là nhiều bảng màu, nhiều đủ màu luôn. Mình ở Linh Hiệp Gia Lâm Hà Nội, bạn ơi chuyên đồ buôn quần áo nhá. Chuyên đồ buôn quần áo. Ngoài ra nó còn có màu xám đặt hàng lắm. Eo ơi, cái mã này thì phải gọi là về phát hết luôn. Chưa về đã hết luôn đấy ạ.
Áo, dạ không chị, áo mèo len bao nhiêu? Mèo len 179.000 nhá nào rồi. Đây. Trời ơi. Đây là màu xám đắt hàng lắm. Hello các chị, em sẽ dừng lại đây một chút và cho các chị ngắm nhìn chiếc áo này kỹ càng hơn nhá. Đây, độ dày của len đây, nhìn phát biết ngay. Phát tới luôn đây, siêu dày dặn. Đấy, siêu dày dặn. Giá của chiếc áo len này là chia sẻ livestream còn 159.000 giá gốc nhá. Em sẽ ngồi lại cùng các chị một chút và em sẽ giới thiệu cho các chị một cái dòng sản phẩm. Đó là một chiếc quần. Thời điểm này thì các chị đang đi tìm cho mình những chiếc quần nó lại vừa ấm vừa tiện. Mà bây giờ một nỗi lo chung là quần hay bục đít, bục đũng. Thì cái giải pháp cho các chị đó là đi trần lại quần hoặc là gì gì đó. Nhưng mà thường không phải ai cũng đi đi làm lại quần đâu. Thế nên giải pháp cho các chị đó là sở hữu ngay cho mình một chiếc quần tuyệt vời và không cần phải sửa sang gì luôn. Đây là chiếc quần chống lạnh. Ở đây nó được tạo lên bởi rất là nhiều sợi liên kết, sợi tâm như này. Khi mà chị kéo ra nó co giãn, siêu co giãn luôn. Chiếc quần này là quần tâm chống lạnh. Vì ở đây nha, những cái sợi tâm này nó làm cho chúng ta bị đã giữ nhiệt hơn. Và khi kéo ra thì áp lực nó dồn vào những cái đường tâm chứ không phải đường đường chỉ. Thế nên rất là bền quần. Và dành cho tất cả mọi cân nặng, mọi chiều cao. Từ cân nặng thứ 39, 38 đến cân nặng thứ 70, 80 đều múc hết nhá. Quần này, nhà em có hai màu, đó là màu đen và màu xám. Giá chiếc quần này trên thị trường là 180.000. Nhưng tại shop em chỉ bán cho các chị giá dưới cả giá nhập luôn. Giá 90.000 một cái khi mua từ hai cái. Và nếu mua ba cái thì chiếc quần này còn giá là 80.000 nhá. Chỉ có giá 80.000 thôi ạ. Khi mua từ ba cái nhá các chị ơi. Size S, M, L, XL, quần mác bên trong đây. Xin mời các chị ngự. Đây này, chất liệu của nó tuyệt vời không mặt trời luôn. Phía trong nhá cũng đẹp như này, phía ngoài cũng đẹp dày. Bây giờ em sẽ gập đường quần cho các chị xem này. Size S, M, L múc ngay đi. Nếu mà muốn cái bờ mông của mình luôn luôn được ấm áp, nếu mà muốn rằng là cái quần của mình luôn bền và mặc được rất là dễ mặc luôn. Cái đường bo ống của nó rất là dày. Đấy, dày như này. Đấy, có Nga Nga nhận được hàng rất là chuẩn rồi đấy. Đấy, rất là dày như này. Và nếu bình thường mà nếu cái quần mà nó mỏng ấy, nó sẽ nghẽo xuống này. Nhưng nó cứ vảnh lên này, nó cứ tưng tửng lên này các chị ạ. Thì chứng tỏ rằng là cái đường quần nó thôi dày thôi rồi luôn này. Em đo thử cho chị xem. Đã gọi là dày thì rất là bền và rất là ấm. Mà cái quần này thì mặc cũng 3 năm không hỏng. Nhiều ai đã, nhiều người đã nhận được chiếc quần này. Xin một review ạ, quá tuyệt vời luôn. Em khỏi mặc thử rơi lên phát biết ngay. Đây, đường bo như này. Quần này, nhìn trông đơn giản này thôi, nó tiện lợi. Còn em đang bán cho chị những sản phẩm gắn liền với cuộc sống của mình. Không phải là những cái gì đấy nó quá xa vời nhá. Đó, đây. Áo len, đây là màu xám nhá các chị nhá. Giá sale còn 159.000 dành cho những chị nào inbox nhanh nhất. Đấy, ở đây nó có một đường xẻ này rất là điệu luôn. Và mặc cái này thì cứ thoải mái, không phải lo bị béo. Rất hợp lý, em là đứa béo nhất rồi, mặc lên mà vẫn kiểu như này, giấu bụng này, giấu bụng này. Có bụng một chút nhưng mà chả nhìn thấy luôn nha các chị. Nó giấu ở bên trong này các chị, có mà chửa chứ không nhìn thấy luôn. Áo len lại hay ở cái điểm đấy. Dáng của nó dáng chữ A chứ không phải dáng kiểu bo bo nên là nó sẽ không lộ bụng. Các chị hiểu em nói không? Đây là màu xám nhá. Đó. 159.000, em tư vấn theo cân nặng chiều cao và em nhận đơn hàng trong inbox nha các chị nhá. Cảm ơn chị nhá, cảm ơn chị. Đây này, đây này. Và một cái lô mà mọi người đang rất là muốn em review, đó là chiếc len mà có những cái đường thêu như này. Cái này thì là rất là hot hit bởi hot girl rất là hay mặc. Không vì không phải là em chị em bảo là hot girl này kia, nhưng mà em nói thật là nó quá là xinh luôn ý. Mà nó sang, nó có màu đỏ, màu kem. Cái áo này là 280.000 đến 300.000 của các cái shop đấy, chất len rất là mềm. Nhưng tại shop em thì em xả nốt cho các chị giá gốc 179.000 nhá. 179.000, 179.000. Đây, áo len này thì không cần phải review, không cần phải mặc lên, ướm lên phát biết ngay nhá. Dáng quá tuyệt vời và chiếc len này thì hot hit rồi, nhiều người đã nhìn thấy nó rất là nhiều và chưa có cơ hội được mua vì nó quá chát. Nhưng hôm nay em sẽ thay đổi mọi quan niệm của mọi người, chát chiếc không thành vấn đề luôn, quá rẻ. 179.000 nhá. Đây là áo len có chữ nhá, em chả biết gọi gì đâu, nhưng mà em chỉ biết là cái này là nó fake của cái hàng Mỹ ấy. Hàng Mỹ đang giá là 2 triệu mấy ấy. Nhưng mà về Việt Nam ấy, nó làm kiểu 99%. Đấy, hàng đẹp như này thì nó bán là khoảng 300. Nhưng mà em chỉ bán cho chị giá gốc 179.000. Em bán tháo hàng nốt nhá.
Với các chị thì Tết nó xa 1 km, nhưng với Tết của em nó đã gần đến tận mông đít rồi. Thế nên ta phải chạy thật nhanh không bỏng hết cả đít các chị ạ. Ok, có mất ship nha các chị ơi. Những chị nào chưa inbox được thì vui lòng chủ động gọi điện hoặc như thế nào đấy cho em nhá. Bởi vì có thể là đã bị sót rồi đấy. Có bao nhiêu màu? Ngoài ra cái màu sticker này có cả màu kem đấy. Đấy, bây giờ là lô len đây này. Len trơn nhá các chế ơi. Len trơn này. Đây, mọi người ơi, cái này thì rất là dễ mặc, nó không có cái gì nó quá là ấy cả, nhưng mà nó lại rất là phù hợp với mọi người đây này. Len của nó là nó có đường xoắn xoắn kiểu kiểu các thứ như này này. Đấy, chiếc áo len này thì bình thường nó cứ phải cỡ khoảng 2,8 lít, đúng không ạ? 2,8 lít đến 2,2 lít, nhưng mà hôm nay em xả nốt tháo hàng nốt, em còn hai màu duy nhất mà đã xả hàng thì khẳng định với các tình yêu luôn là không phải là hàng lỗi nhá. Không phải là hàng lỗi mà chỉ là mình thích thì mình bán thôi. À, có màu hồng và màu đỏ. Màu hồng và màu đỏ đây. Nhìn mọi người nhìn biết thừa đúng không ạ? Chất liệu này len rất là mềm. Nó được kiểu móc lên bởi rất là nhiều những cái chi tiết khác nhau, như là chi tiết thẳng này, chi tiết ngang này, xoắn chiếc các thứ, đại khái là rất là đẹp luôn. Đây là màu hồng tím và đây là màu đỏ. Xả cho các tình yêu luôn là hết tất tay luôn, giá 159.000. Đấy, màu đỏ này rất là đẹp, dễ mặc. Ai cũng mặc được, béo nhá các chị bảo. Chị béo có mặc được không? Quá được luôn. Cái này là chuyên để giấu béo luôn. Với đường bo ở đây, bụng chị có một to nữa cũng được nhá. Còn những bạn gầy thì thế nào? Quàng đẹp luôn. Gầy mà mặc áo len rộng nhìn rất là sang luôn. Giống bọn Hàn Quốc. Kiểu nó thụng thụng nhưng mà nó vẫn đẹp ấy. Đó, kiểu đó. Còn những người mà vừa phải thì đừng hỏi luôn. Đây là màu hồng nhá, 159.000 nhá. Chân váy của em là 160.000, sale còn 99.000. Đây nó có nếp này, một nếp, hai nếp này. Như đường đường nếp này rất là nảy tanh tách luôn, rất là đẹp luôn. Ở trong này có quần nhá, gió bay thoải mái nhá. Không lộ hàng, ok. Màu hồng, da ngăm mặc được. Đây, da mình cũng chả chỉ trắng trẻo đẹp đẽ là sao. Nhưng mà còn quần ôm che bụng không? Còn chị ơi, chị yêu cho em cái màu hồng nhé. Hơn 159.000 ai mua được, bất kỳ sinh viên, học sinh, các chị đi làm, đi học, đi chơi đây. Đây là màu hồng nhá. Ồ, còn ánh sáng nó hơi phản chút, nhưng mà khi mà chị ra mà ban ngày thì quá đẹp luôn. Hồng này nhiều người mặc mà, nhiều người mặc cực kỳ luôn đấy ạ. Đấy. Còn mọi người không phải lo về cái dáng này, thoải mái luôn. Chỉ mặc chiếc áo này mới sướng này. Nhiều khi cứ mặc những cái gì đấy nó ôm quá, nó không đẹp. Ok. Mọi người ơi, chia sẻ cho bạn bè đi ạ. 159.000. Và có rất là nhiều thứ mà mình có thể chia sẻ. Đây rồi, ôi trời ơi, ơn giời, nó đây rồi. Nó còn sót đúng 5 chiếc duy nhất. Chiếc áo len họa tiết, 5 chiếc duy nhất. À mà không biết là còn hay không nhá. Nhưng mà 5 chiếc duy nhất dành cho ai đặt kẹt cuối cùng nhá. Chiếc len họa tiết này giá 350. Chia sẻ live stream, chia sẻ live stream còn 200.000. Và ai mà múc nốt 5 chiếc duy nhất, nhanh tay inbox và chia sẻ đúng 10 lần duy nhất. Chiếc áo len này còn giá 169.000. Không bàn cãi, không nói nhiều. Quá dày và quá xịn luôn. Áo len nó được mix bởi rất là nhiều chi tiết sang chảnh như này. Mọi người nhìn này. Ánh nâu này pha với ánh đen này. Đây là len toàn bộ 100% nhá. Phía mặt ngoài này không phải là dán mà cũng không phải là in, mà nó là chất len, nó dệt len nhá. 169.000. Đây, siêu dày và siêu ấm luôn. Bền, vĩnh cửu, vĩnh hằng. Xin cảm ơn các chị, 169.000. Ai nhanh tay em để cho nhá. Cái này khỏi phải mặc thử, em vừa lên phát bị ngay. Các chị biết là cái này chuyên mấy bọn kiểu Hàn Quốc, hàng xẻ nha. Cái con len này cũng là fake của cái hàng Mỹ nhá. Hàng đấy nó giá là khoảng 1,8 triệu đến 2 triệu. Nhưng về Việt Nam và giá nói chung là 99% thì nó chỉ có mức giá hơn 100.000. Thì tội gì không mua đúng không ạ? Ok, hết hàng nào. Qua tiếp mẫu rất nhanh và em nhận hàng trong inbox. Chân váy em bán là 99.000, size SM, có quần bên trong. Đây này, có khóa phía sau nhé, không phải cạp chun nha mọi người nhé. Kéo lên phát vừa khít lỗ đít luôn. Ok, chân váy em lấy, ai lấy thì inbox mình ngay. Không có nhiều, không trình bày nhiều. Thích là mua luôn nhá. Lai áo dạ đi, ok. Có rất là nhiều thứ. Đây, có một cái dạ lông như này. Dạ lông 450-500. 450-500. Thử cái màu lên đó trước đi em. Mình chia sẻ rồi. Bạn nào đã chia sẻ thì vui lòng nhắc lại cho mình nhá. Mình chỉ bán cho ai đã chia sẻ nhiều lần và ấy thôi, còn đâu hết rồi. Không còn một cái gì nữa rồi. Tết rồi. Tết đến đít rồi mọi người ạ. Đây. Ô
rồi cái chiếc áo này đã về cho mọi người. Còn short nốt thế này vẫn là hàng loại một nhá. Đấy, áo Adidas da lộn đây này, lên màu đỏ, ok. Tất cả những khách hàng khó tính đâu rồi gặp em, tất cả những khách hàng mà đang sợ mua hàng online gặp em để kéo lại niềm tin ngay lập tức luôn. Đây là chiếc áo Adidas da lộn giá 280.000 đây, đẹp chưa? 280.000 nhưng hôm nay ai chia sẻ livestream nhiều nhất em đổ nốt hàng cuối cùng, bán nốt cho hết, bán để ăn Tết, giá chỉ có 169.000, không mặc cả 1.000 giá gốc rồi các chị nhá. Nhưng chi tiết để làm lên một chiếc áo hoàn hảo đó là bởi vì đường khóa của nó này, đường bo tay, đường chất liệu in lên trên chiếc áo thì ở chiếc áo này thỏa mãn tất cả mọi những cái kiểm định khắt khe nhất của một chiếc áo. Đường bo tay cũng rất là chắc chắn nhá, không phải là rỗng hoạc ra cái chưa sờ vào tay đã oạc mẹ ra rồi. Đấy, đường bo rất là chuẩn luôn. Khóa thì là khóa đồng, kéo rất là trơn luôn. Bình thường các chị mà kéo khóa dở như cứ khặc khè như cái khóa của em này. Đấy, trơn hơn cả sân bay Nội Bài luôn, qua đỉnh luôn. Phía sau này rất trẻ trung. Áo Adidas da lộn này ai chia sẻ livestream 5 lần nhanh, 10 lần nhanh nhất nhanh các nhóm nhá. Giá còn 169.000. 169.000 các chị cứ chia sẻ đủ 10 lần, 15 lần đi rồi cứ vào mua hàng mà không phải lo nữa nhá. Đấy, áo Adidas da lộn rất trẻ trung luôn mọi người ạ. Đấy, mọi người có thể mix với chân váy xòe, mix với quần, mix với chân váy ôm. Tất cả mọi thứ đều có thể rất tiện lợi, dễ mặc. Mà mặc màu này, trông cái con người nó sạch sẽ hơn nhá. Sạch sẽ hơn không ạ? Ok, có một màu duy nhất. Một màu duy nhất và không có màu thứ hai và 60 cân, có sai nhá chị ơi. Có sai 169.000. Bây giờ em sẽ mix với cái quần của nhà em. Mọi người chuẩn bị tinh thần nhá. Đón hàng giá rẻ đấy rồi. Đây, ey, mọi người ơi, đấy, mic với quần nó sẽ trẻ trung như này, rất là khỏe người. Mà ở đây nó được tạo nên bởi những cái niềng chi tiết như này. Đây, trẻ trung cái áo này hôm trước ấy, người ta gào thét để mua em mà còn không có. Nhưng hôm nay có về một ít thì ai mà, những người hôm trước em đã hủy đơn rồi, còn ai mà đã xuất hiện lại ở trong livestream này đặt ngay. Còn những người mà người ta không biết livestream này, những người mới sẽ là người có cơ hội các chị nhá. Chất rất là dày luôn, phía lót trong này, lót bóng không lộ chỉ nhá. Ok, 169.000 đây. Mix với chiếc quần nâng mông của nhà em đây, sẽ cởi áo này ra tặng cho mọi người nhá. Đó. Như ở trên người em đang mặc là chiếc quần nâng mông, là một chiếc quần mà gắn liền với đời sống của chị em mình. Nó quá là dễ hiểu bởi vì nó thông dụng và dễ mặc. Bình thường mọi người có thể không mặc váy, không mặc cái gì đó, nhưng không thể không mặc quần được, không thể không cởi chuồng, không để cởi chuồng được. Thế nên là chiếc quần này là một chiếc quần rất là hữu ích và tiện lợi cho các chị. Quần nâng mông, giá chiếc quần này trên thị trường bán rất là nhiều, mức giá 120, 150, 180 các loại luôn. Và đây em đang cung cấp cho các chị một dòng sản phẩm hàng giá gốc. Hàng giá gốc là tức là không bàn cãi về chuyện giá cả nhá. Là nếu mà các chị nào muốn sở hữu hàng giá gốc mà mua thử ở nhà em để xem chất lượng con bé như thế nào thì hãy đặt ngay chiếc quần này. Giá 80.000 một cái khi mua từ hai cái, và giá 90.000 một cái khi mua từ một cái nhá. 90.000 thôi ạ. Chỉ có 90.000 đồng để sở hữu chiếc quần như này, và chỉ có 80.000 đồng các chị được hai cái rồi. Mặc cả năm, 2 năm không hỏng luôn, rất đẹp. Đây, đối đường chỉ viền nâng mông là cứ gọi là xoạc toạc thoải mái. Và trên màn hình này em tuyên bố thẳng là mẹ chồng của em cũng lấy một cái size XL mặc nhá. Và em gái em là thường xuyên mặc chiếc quần này. Em có hai con em gái ở nhà cũng như là em gái chồng toàn mặc loại này, và chính bản thân em cũng mặc nó luôn. Còn các chị đừng bảo rằng là nhiều khi là người ta bán một cái hàng ăn, người ta sẽ không bao giờ ăn nó. Nhưng mà em bán đồ của em chuyên môn em mặc luôn. Và khi nào những thứ em mặc được và thật sự tốt em mới bán cho các chị. Quần nâng mông size S, M, L, XL. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì Sài Gòn có mà mua luôn. Quần nâng mông này rất đẹp, mặc mà rơi hết cả mông ra ngoài các chị nhá. Còn đường bo của nó đây, bo rất chuẩn luôn nhá. Nó lại vừa khít lộ đít luôn. Có 60 cân. Nào mọi người ơi, S, M, L, XL ai có quyền mua được. Còn mọi người đã có quần rồi thì có thể mua thêm, bởi vì không có cái cứ gì mà các chị có ra chợ không bao giờ được cái giá như này, mà lại còn hàng chợ nhá. Mà đây là hàng công ty chuẩn, hàng shop chuẩn. Em khẳng định bằng uy tín cá nhân cho các chị là mặc rất sướng nhá. Ngồi này, xoạc này, tập thể dục các kiểu các thứ đều rất ok. Xin cảm ơn các chị nhá.
Các chị đã vui lòng để lại cân nặng, chiều cao, họ tên, địa chỉ cụ thể, số điện thoại trong inbox cho em nhé, để bọn em có thể tư vấn cho các chị. Nhà em quy trình bán hàng là gọi điện chốt đơn hàng nhé, check đơn hàng, gọi điện chốt đơn hàng là cân nặng, chiều cao, màu da, nguyện vọng như nào. Đến khi nào các chị cảm thấy ưng, ok, ok em thì em mới bắt đầu ship hàng. Không bán ào ào, không bán lấy số lượng nhé. Lấy quần 90.000 size L, ok. Các chị cứ vui lòng để lại cân nặng, chiều cao nhá. Lấy quần 90. Đây, ok. Em tiếp tục nhá, tiếp tục cho mọi người. Đó là bây giờ là dòng quần thì dòng áo nào để mặc với chiếc quần này, thì em nói thật với các chị là mặc cái đeo gì nó cũng đẹp luôn ấy, hợp với tất cả các thứ trong cuộc đời này. Đen, đen em thì không phải là cái con bán hàng độc kiểu như là một mình em có, như em tin là em bán rẻ với cả kiểu gần gũi. Bây giờ đời cứ đi mua mấy cái áo khoảng 6-700 nghìn xong rồi đến các tủ nó phí ngoài ra này. Cái quần nhà em cũng cả ghen cả bụng này, phòi mỡ mứa thứ này, mà mặc cái quần vào xong cái gọn hết cả cái con người luôn, sướng lắm, mặc cái sướng lắm ấy. Quần này có cắt mấy bo ống vào được không chị? Được em ơi, cho hai quần này nhé, ai mua cũng được đấy. Các chị dù có thu nhập bao nhiêu, con người như nào, già trẻ, 40 tuổi, 50 tuổi, cân hết. Mẹ em bao tuổi? Gần 50 tuổi rồi. Mặc được chả sao, tội gì đúng không ạ? Đây, và đây khi mà mặc chiếc áo này các chị mặc với cái gì? Em đang mặc trên người đó là một chiếc áo da. Áo da chất liệu của nó không phải là da bóng nhá, mà nó sần sần như này, nó sần sần da rắn như này, mà lại rất là sang. Sờ vào nó mịn và nó dày dặn, siêu dày dặn. Hàng da này là da xịn, da nhập hoàn toàn 100%. Chiếc áo da này bán thị trường với giá 500 mấy, nhưng mà em hôm nay em xả nốt cho các chị giá. Nếu mà chị nào chia sẻ là còn 400.000, mà chị nào chia sẻ 5 lần, chiếc áo này giảm tiếp xuống còn 379.000. Đây, mặc chiếc áo lên mà khi các chị kéo khóa lên này, nó vừa khít luôn đấy ạ, vừa luôn tất cả mọi đường chi tiết luôn, là nâng ngực này, đằng sau này các chị này. Đó, đây này, nó chỉ vừa đến thắt lưng này thôi nhưng mà rất là đẹp luôn. Mọi người cứ yên trí rằng là áo của nhà em mặc rất gọn người, người béo mặc rất gọn nhá. Size SML cho tất cả các chị em, ai cũng mặc cũng được. Và khi mà thả chiếc áo ra thì cái đường này nó vẫn úp vào đây. Này, úp vào đây này, mốc toàn bộ luôn. Và nhá, cái đỉnh của nó là mọi chi tiết này, từ đường khóa tay của nó thì rất là trơn. Mọi người cứ nghĩ rằng là những cái chi tiết nhỏ nhỏ này mọi người chúng nó làm kiểu làm hàng dởm, nhưng mà khóa nào xịn luôn, hàng chuẩn. Sale còn 379.000. Ai cũng có quyền mua, và ai là người nhanh tay nhất thì còn, mà chậm tay thì không còn gì để mà mua đấy ạ. Đây, em mặc thử và ngồi thử cho các chị xem nhá. Đó, cái này có thể bể ra nhá. Đấy mọi người nhá, áo da là một thứ mà nó rất là chất, mà mọi thứ mà có thể dùng 5 năm không bao giờ lỗi mốt, là một thứ mà có thể tự tin khoác ra ngoài bất kỳ trong một trường hợp nào. Cái áo này nó giá trị nó bằng 3 chiếc áo như này, đổi được một chiếc áo như này, các chị có đổi không ạ? Cái ba cái áo lèo nhèo này 2 bữa thì chán nhá. Còn cái áo này các chị mặc 5 năm không hết mốt, vẫn đẹp, vẫn sang. Còn chất liệu da của nhà em không nổ ạ. Các chị vui lòng chú ý giặt cho em, không giặt bằng xà phòng, ngâm comfort là sạch rồi, là bền cực kỳ luôn nhá, siêu bền luôn, rất đẹp. Đấy, áo da màu đen size SML ai cũng mua được nhá. Cao cho em nhá, để em tư vấn cho các chị. Ok, cho em 2 chiếc quần nâng mông. Được mọi người ơi, được nhá. Còn những chị mới vào chưa biết em đang bán cái gì thì em cũng xin nhắc lại một chút. Em bán những chiếc quần nâng mông như này, là chiếc quần đang rất là dễ mặc, ai cũng mặc được nhá. Đấy, nó có đường chỉ viền nâng mông này, có túi đằng trước nhá, có túi đằng trước nhá. Thích thì vạch ra cho xem luôn đây này. Chất rất co giãn như này nhá. Đấy, rất là ôm luôn. Ok, cho em 2 quần nâng mông. Xin cảm ơn mọi người. Quần nâng mông là 80.000 một cái khi mua từ 2 cái nhá. Đấy, em không ngại ngần ship cho các chị dù em không được lãi một đồng nào, bởi vì trong một cái sự kinh doanh lâu dài của em, đó là một sự đầu tư. Khi ta thử một cái gì đấy mà người ta cảm thấy hài lòng, giống như việc các chị ra siêu thị, tại sao người ta lại cho chị ăn cái gì đó miễn phí, phát cho hoàn toàn mọi người luôn, bởi vì người ta đang muốn quảng bá sản phẩm. Và hôm nay chiếc quần này cũng là nằm trong một trong những cái chương trình quảng bá sản phẩm của em, là mua giá gốc mà lại chất lượng tốt, để các chị dùng thử và ưng ý hãy ủng hộ nhà em nhá. Quần 80 một cái khi mua từ 2 cái, mua một cái là 90.000 quần nâng mông. Đây là giá gốc, và các chị có đi nhập ở chợ đầu mối không nhập được cái giá này đâu ạ. Đấy, cứ phải cỡ 100.000 trở lên. Ok, xin cảm ơn. Quần nâng mông size SML 80.000, 90.000, mua nhiều càng nhiều giá càng rẻ, mua dù bạn bè mua chung luôn.
Ok, bây giờ là lần những thời khắc cuối cùng chốt quần nâng mông. Và bây giờ em sẽ đi thay mẫu khác. Và khi em đã thay thì em không nhận đơn nữa nha. Mọi người phải chốt nhanh, chia sẻ nhanh. Và nhớ là inbox nha. Đặt trên này em không nhận đâu. Nhớ phải có đầy đủ họ tên, địa chỉ cụ thể, số điện thoại em mới nhận hàng đấy. Ok, xin cảm ơn. Tiếp tục. Tiếp tục nhé. Mọi người đã chia sẻ chưa ạ? Mọi người đã chia sẻ thì vào chia sẻ ngay nhá. Chưa chia sẻ thì chia sẻ ngay nhá. Em sẽ thay cho mọi người một mẫu mới. Tay mình đầy luôn. Còn chị nào mà đã đủ thì cảm thấy đủ rồi có thể thoát ra, mà chưa cảm thấy đã thì cứ ở lại, em sẽ làm cho các chị đã luôn, quái luôn đấy ạ. Ok, em hai quần nâng mông. Hello, xin chào mọi người. Em đang xuất hiện một dáng vẻ khác. À, có một chút gì đầy lúc nãy rồi. Đấy, mặc cái áo lên cảm thấy con người nó nhẹ nhàng hơn hẳn. Nó dịu dàng hơn hẳn đấy ạ. Cho em hai quần nâng mông, em 4 4 cân ok nhá. Mọi cân nặng. Mọi cân nặng chiều cao đều được nhá. Ok, xin chào mọi người. Em đang mặc trên mình đó là chiếc áo công chúa. Ở đây được tạo nên bởi rất là nhiều chi tiết nhá. Đấy, ở đường cổ có đường vòng xích rất là điệu đà như này. Và gen là gen kiểu hoàng cung nhá. Nó là một sự kết hợp hài hòa giữa tông lưới, gen và mọi những cái chi tiết mix rất là đinh tinh tế. Cổ cổ 3 phân, không cao quá, không thấp quá, làm cho tất cả những khuyết điểm ở cái mảng cổ này của mình được che giấu đi. Đây là chiếc áo công chúa mix với một chiếc chân váy len cao cấp của nhà em. Chân váy len hàng 250 đến 280.000. Hôm nay bán giá sát gốc cho các chị luôn, gọi là giá gần như là không còn gì để mà bán nữa, giá dưới cả giá nhập luôn. Chân váy 250.000, chia sẻ livestream chiếc chân váy này còn giá là 200.000 và chia sẻ nhiều nhất, nhanh tay inbox nhất chiếc chân váy còn 169.000, mix với chiếc áo công chúa 208. Đấy, cũng chia sẻ là còn 200 mà nếu chia sẻ nhiều là còn giá 169.000 áo này nhá. Áo chị đang mặc nhá. Ok. Tất cả mọi người vào inbox em nhá. À, và có một chút chia sẻ cho mọi người như này là em có một ông anh bán đồng hồ nhưng mà do một số những cái sự cố gia đình nên là cần xả gấp ngay lỗ đồng hồ này. Em chỉ bán quần áo mà em không bán đồng hồ. Nhưng hôm nay xả hộ người ta nhá. Xả hộ người ta có một số mã như này. Và các chị ơi, một túi đồng hồ xả của anh ấy gửi em nhá. Em bán giá xả là giá như người ta bảo em chứ em không lãi của các chị nhá. Nên là các chị vui lòng là chú ý cho em. Đây là mẫu đồng hồ xả và những cái mẫu đồng hồ hot hit gọi là hiếm hoi và càng hoi nó mới quý nhất. Chuẩn bị tinh thần nhá. Đấy, ok. Đây. Ôi, xong toàn mấy thằng xàm le vào nhà các chị nhỉ. Thật đấy. Chán đời. Đây, một lẫu mẫu đồng hồ BS cao cấp nhá. Nó được phủ ở bên ngoài là một cái viền đá rất là long lanh như này. Đây là hàng cao cấp này. Như con này trên thị trường đang bán giá là 700.000 ạ. 700.000. Cái đồng hồ này khi mà các chị đeo tức là hàng độc nhất trong tất cả các loại độc. Nó không đụng của con này nào hết. Một mình có đẹp lồng, đẹp lộn, đẹp long lanh và mong manh luôn. Đấy. 700.000 nhưng em xả hộ nhá. Giá 299.000 tức là 300.000 đó. Và ấy, giá 300.000 này ấy, bình thường em định bán cho chị giá 350, em làm 50 em tiêu nhưng mà em không thích. Đấy, em bán đúng giá xả cho các chị luôn 300.000. Đây là đồng hồ BS cao cấp mặt vàng, các chị nhớ chú ý mã cho em để đặt hàng cho nó chuẩn nhá. Đây, quần áo đẹp nó là một chuyện nhưng đeo một phụ kiện đẹp nó làm nâng quần áo lên gấp 10 lần luôn các chị ạ. Cứ tưởng rằng là đeo đồng hồ là một thứ gì đấy xa xỉ nhưng nó quá đơn giản và rẻ tiền với chúng mình. Vừa nhưng mà lại đừng có đeo đồng hồ rẻ tiền nhá. Đồng hồ nó phải nhìn rẻ tiền nhưng lại phải chất như này, thế mới là cái đáng nên đeo. Còn đeo lại hẳn rẻ tiền thì đeo làm cái đeo gì các chị nhỉ? Này, ngoài ra nó còn một cái hàng này là em đang đeo dở này. Chính bản thân em đeo này. Cất trong tủ này, đeo này. Đấy, trời ơi, mạ vàng đá long lanh như này. Đây là đồng hồ em đeo nhá các chị nhá. Nếu mà các chị chốt chiếc đồng hồ này, cứ là đồng hồ con mi nó đeo ấy, cái đồng hồ này không phải đồng hồ em bán mà là chiếc đồng hồ em đã mua, nhưng mà sau khi em kết quả em đã hỏi được cái chỗ nhập rất là rẻ cho các chị.
Đấy, cái đồng hồ này em mua lúc ấy là mua 800 nghìn. Nhưng hôm nay thì em đã hỏi được cái chỗ nhập cho các chị và em sẽ bán giá gốc cho các chị, gọi là một món quà Tết cho các chị giá 299 nghìn. Đây 299 nghìn đồng hồ em đeo này. Cái này giá trị khoảng cỡ 1 triệu đấy, bởi vì ở trên mặt của nó rất là nhiều đá. Nó đá kín từ trong ra ngoài luôn, con này bền, chống nước chống xước, xịn. Công nhận là xịn luôn em đeo mà. Em đeo cái này là khoảng được 5 tháng rồi, nó vẫn đeo vấn đề gì, nói chung là nó tốt nhá. 299 nghìn. Cứ thế mà mua thôi, thích cái gì thì mua cái đấy thôi. Ngoài ra nó còn có cái mặt đồng hồ phun đá như này, mặt vàng phun đá 299 nghìn. Đấy, em có mấy cái này thì cứ dơ lên rồi các chị thích cái nào thì lấy cái đấy thôi. Còn không nói nhiều, nói tua lua thôi bởi vì hàng này hàng xã hội. 299 nghìn một cái, hàng xịn, không phải là hàng vớ vẩn. Được, hơn 100 nghìn nói làm cái đéo gì mà mua cái loại mà nhìn là đeo 300 mà cứ ngỡ 1 triệu cơ mới đỉnh các chị ạ. Đấy là nguyên cái con này mới chất này. Đẹp chưa, nhỏ thôi, tay các chị càng nhỏ đeo càng đẹp này. Mặt phun đá 100% dây từ trong ra ngoài luôn, 299 nghìn, cứ một giá thôi cho dễ bán nhá. Đấy, không ăn lãi gì nhá, 299 nghìn nhá. Phết này, miễn này, ok rồi nhá, xin cảm ơn các chị nhá. Ừ, đúng rồi, hàng giả mà xịn thực. Cho mình rồi, ok. Các chị ơi, vui lòng là inbox cho em đặt hàng nhá. Ok, xem đơn của em nhá. Đợi xem đơn của em nhá, ok. Mọi người ơi, vào inbox em nhá. Xem lại cái trước đi. À, không phải cọc tiền trước đâu bạn ơi, mình không cần đâu ạ. Đây, ok, xin cảm ơn mọi người nhá. Chốt hạ. Cái vuông màu vàng, rồi mua cái gì thì inbox em nhá. Cái đá vuông mặt phun vàng là cái gì đấy thì inbox nhá. Còn tua nhanh thì thôi, không bán nhiều, không bán dai. Đây là chiếc áo công chúa giá 280.000, chia sẻ livestream. Chiếc áo này còn giá 169.000. Mọi người có thể đi ăn cưới ăn xin, con bạn rất là đẹp luôn. Sang đẹp, mà cái tông nâu hòa quyện với làn da nên là dù da mình có đen thì cũng không đen. Mà cái tay của nó tuy đằng bồng nó hơi phức tạp một chút nhưng mà nó chỉ ngắn đến đây thôi, nên là một khi mọi người thò tay ra gắp tôm ăn uống cái gì thì rất là tự nhiên, nó sẽ không bị lòa xòa như chúng ta nghĩ. Và chiếc áo này mà kiểu đứng cạnh với cô dâu để chụp ảnh selfie thì không hề lép vế nhá. Xuất hiện với chiếc áo này đảm bảo các chị là một đứa lung linh nhất cái hội trường đấy luôn đấy. Nó là đẹp đấy, chân lên đây, chân lên cũng đẹp luôn. Có màu trắng không? Ok, cho em cái vuông màu bạc nhé, mặt vuông màu vàng, sợi dây nhỏ nhá. Đấy, đây này, nhiều chị lướt qua phát biết ngay giá trị của nó là đỉnh chưa. Và khi ánh sáng soi vào làm lóa mắt người xem, đeo cái nhỏ nhắn như này thôi nhưng lại rất là sang. Ok các chế nhá, giá 299.000, em dùng rồi rất là ok thì mình mới tư vấn nhá. Đấy, ngoài ra nó còn có mặt tròn như này cũng đẹp này. Mặt tròn cũng đẹp này, đấy. Có chị hỏi em lại phải tua lại cái, không lại bảo em là vô tâm vô tình đấy. Đây này, đây này, mặt vàng. Chân váy len có màu đen nhá. Áo này có màu đen chị nhá. Giá cuối cùng em báo là 169.000 dành cho ai chia sẻ livestream và inbox nhanh nhất. Ok, xin cảm ơn nhá. Chân váy bao nhiêu thế? Chân váy em bán là sale 169.000. Mọi người inbox đi, mọi người inbox mình nhá. Inbox để đặt hàng nhá. Bây giờ là quần là chống còi mỡ nhá. Liều. Ok. Mọi người ơi, đây là chiếc quần chống vòi mỡ. Ok, em thấy đồng hồ. Đây là chiếc quần chống vòi mỡ như bình thường của anh chị em mình, nó gặp rất nhiều những cái vấn đề về bụng. Đó là bụng mình rất là bị lòi tòi phòi ấy. Nhưng mà gặp em hôm nay em chữa hết cho các chị luôn. Là khi mặc chiếc quần của nhà em lên là gọn gàng luôn cái bụng nhá. Này,
Bình thường cái bụng của mình hay bị như này. Và đây là chiếc quần giải pháp, là chiếc quần chống vòi mỡ. Nó sinh ra là một thiên chức của nó, làm cho cái bụng mình nó trở nên gọn gàng rất là nhiều đây. Cái bụng lây nhây như này, nhưng mà khi kéo chiếc quần lên cái là nó vừa khít lỗ đít luôn. Nó làm cái bụng của mình nó định hình nhỏ nhắn xinh xắn luôn đấy chị nhá. Quần này ngoài ra nó còn nâng mông. Ở đây nó là một cái cặp ghen rất là bền, và ở phía sau nó có túi nhá. Quần này trị giá trên thị trường là 220.000 đến 250.000. Nhưng hôm nay tại livestream này em bán cho các chị để chữa cho các chị những cái nỗi lo về cái bụng, thì em chỉ bán giá dưới là giá buôn cho các chị, là giá buôn lên buôn 150.000. Hôm nay ai mua 3 chiếc quần này em bán 120.000 một cái, và mua 2 cái em bán 130.000, mua 1 cái là 140.000 các chị nhá. Đây là quần chống vòi mỡ nhà em, có 5 size, 6 size cho các chị. Bình thường quần bình thường chỉ có size từ S đến M đến L, nhưng nhà em hàng công ty hàng chuẩn, nó có đủ 6 đủ các size cho các chị: S, M, L, XL, 2XL và 3XL. Và tại sao lại có nhiều size như thế? Bởi vì nó chuyên sản xuất ra để phù hợp với tất cả anh chị em, kể cả những người có cái cân nặng số to lớn như 65 đến gần 70 cân, thì giải pháp của mình chiếc mặc chiếc quần này vừa gọn vừa đẹp luôn. Bình thường các chị rất khó để đi mua quần đúng không ạ? Những chị béo rất khó để đi mua quần. Nhưng bây giờ em gặp các chị để mọi nỗi lo đấy các chị tan biến chỉ với giá rất rẻ thôi. 120 cái khi mua từ 3 cái, 130.000 khi mua từ 2 cái, và mua 1 cái là 140.000 nhá. Đấy, cái cạp của nó đây rất là nảy luôn. Khi các chị bắn cái này thì nó gọi là đau hết cả ngực bụng luôn đấy ạ. Đây, các chị nghe tiếng âm thanh của nó không ạ? Ôi trời ơi, nó gọi là đét đẹt đẹt và nét đẹt đẹt luôn đấy. Quần này là quần chống vòi mỡ nhá. Chống vòi mỡ phía sau đây, nâng mông chống vòi mỡ, rất đẹp và rất là khít 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 luôn cho các chị luôn. Và các chị ngồi cử động rất thoải mái. Chị một cái nhé. Đúng rồi các chị, 57 cân là chị lấy size XL này. Còn trên 60 cân một chút là lấy size 2XL. Còn khoảng 65 cân thì 67 cân lấy size 3XL. Cứ thế cứ như thế. Mà size 3XL là hàng công ty rồi, không phải hàng vớ vẩn rồi. Làm đến size 3XL thì gần như không ai có, và khẳng định là một mình em có nhá. Quần này rất là thích luôn. Và các chị bảo quần này thì mặc với cái gì hả mày? Em nói với các chị là mặc cái gì cũng hợp nhá. Ví dụ như mình sẽ mix với những chiếc áo da cao cấp như này. Quần đẹp. À chị ơi, quần tập được em nhá. Đấy, như ví dụ như chị mặc cái quần nâng mông này, sau đó mặc với chiếc áo da màu rêu sang chảnh như này, thì em nói thật luôn, bụng không thấy đau luôn, không hề lộ bụng này. Mặc miếc ngồi ăn uống này, nó không bị lòi mỡ ra, là một cái tự tin lớn nhất rồi các chị ơi. Tức là mình đi mua cái gì để giải quyết những cái khuyết điểm của mình, chứ đi mua để tăng khuyết điểm thì mua làm cái gì. Ví dụ đã biết mình béo rồi, còn đi mặc cái quần cạp thấp xong rồi bụng cứ ảnh ra, xong lại trách là ôi dồi ôi không ăn mà cũng béo. Đấy là do mình không biết mặc, nhìn người ta lộ ra thôi. Đấy, và đây này, các chị mà chị mặc cái quần này mix với chiếc áo da cao cấp của nhà em này. Áo da mọi người nhìn đúng không ạ? Đây là chiếc áo da màu rêu, là một cái tông màu mà đỉnh nhất. Đây, áo da rêu nó rất là nhiều họa tiết này. Và đây, đường khóa tay rất là chuẩn luôn. Quá xịn. Áo da rêu này là một chiếc áo da gần như tuyệt chủng, bởi vì cái màu rêu là một cái màu cực kỳ hiếm và hot luôn. Nếu mua mặc màu đen thì rất là dễ kiếm, màu đỏ rất dễ kiếm, nhưng màu rêu này gần như không có. Và hàng này nó không phải hàng Việt Nam mà là nhập trực tiếp, em xách tay về nhá. Đây là da rêu cao cấp và chất liệu da là da rắn. Hàng này cứ phải 5 lít đến 6 lít đến 7 lít bán vẫn sướng. Nhưng hôm nay không thể nào, vì em đã xuất hiện tại đây và em tuyên bố với các chị là em hôm nay em bán xả cho các chị, thì chiếc áo này sẽ chỉ còn giá là 380.000 thôi ạ. 380.000 ạ. Và cái giá này chảnh gì dành cho những ai chia sẻ livestream và là người ebook nhanh tay nhất. Em cứ tuyên bố thế thôi, nhưng thực sự em không có quá nhiều hàng để bán cho các chị đâu. Vì nếu bán giá đấy mà bán nhiều thì chắc em bán nhà quá. Ít nhất là sách về em phải được một vài xu em ăn sáng. Nhưng bây giờ em bán rất là nó làm cái khuôn vai của mình nó sẽ bị nó sẽ vuông vắn hơn. Và những cái đường chi tiết, đường chỉ chạy từ dưới chạy lên, nó làm cho cái cổ của mình nó thu lại, nên là cho cái vòng ngực phía trên này của mình nó sẽ gọn, thu nhỏ hơn, mà nó cảm giác nó rất là nó sang, mà kiểu mọi chi tiết rất đơn giản, nó không lè lẹt nhưng mà em cảm thấy rất là sang. Đây này, em thích cái áo này là mật khóa để trơn này, các chị nhìn này. Em chỉ cần vuốt nhẹ một cái thôi là chiếc khóa đã đẩy đi rồi. Cái khóa là cái linh hồn của cái áo, cái khóa hồng thì vứt cha cái áo đấy các chị ạ. Đỉnh nhất là cái khóa chứ còn gì nữa. Áo mà hồng khóa thì thôi, ngại đi sửa kinh gớm khủng luôn. Ngày xưa chỉ có
Ngày xưa em chưa lấy chồng ấy là mẹ em hay đi sửa khóa cho em, chứ để mà em đợi em đi sửa khóa thì không bao giờ được. Em thà vứt bỏ họ không đi sửa. Em không biết em rất ghét đi sửa khóa nhá, cảm thấy nó cứ thế nào ấy, mà cảm giác chiếc áo da này mà phải bóc khóa ra thì rất là gần như vứt bỏ luôn ấy. Nhưng mẹ thế mới người ta mới bảo sản xuất ra chiếc áo nó phải có cái khóa tốt nhất, còn đấy có thể hỏng áo chứ hỏng khóa, đấy mới là áo xịn. Đây trơn hơn cả sân bay Nội Bài luôn. Giá 380.000 dành cho ai chia sẻ livestream này. Và cái khóa này nhá, nó là khóa giữa cho các chị luôn. Thế nên khi các chị cởi chiếc áo ra, mọi trung tâm của cái cơ thể mình, từ đường ngực này này, đó, bình thường khóa áo nó sẽ bị lệch như này. Đấy, bình thường áo da hay nó hay làm lệch như này. Nhưng mà da nó phải khóa giữa thì cái cơ thể nó mới cân, mọi vị trí chia đôi ra nó mới cân mà xứng luôn. 380.000. Tại sao em nói nhiều thế, em thích quá mà. Đây. Khóa này. Quá này đẹp luôn này, mà rất đơn giản thôi, nó không có gì màu mè cả. Mọi người nhìn này, chất không? Mà cái con này đi ăn cưới chất hết nói luôn. Ôi dồi ôi, kéo da rêu, làm gì có ai có, mình có thôi. 380.000 có màu đen nhá, 380.000 ạ. 49 cân mặc vừa nhá, size SML nhá, mình tư vấn theo size nhá. Nên mọi người vui lòng vào inbox cho mình là à chị cân nặng bao nhiêu, chị đã chia sẻ rồi nhé. À, bán cho chị chiếc áo này có vừa không em, thì em sẽ tư vấn cho các chị là da chị như nào, cầu vai chị như nào, ngực chị như nào, để em sẽ xem các chị có vừa hay không, có vừa hay không, vừa mới bán, không vừa không bán nhá. Thế nên các chị yên tâm là mua của nhà em là kỹ, chứ không phải là mua bán ào ào, mà em cũng không cần tiền vài chục của các chị để rồi đổi trác, thì em rất là kỹ điều đấy. Nên là em rất là tỉ mỉ tinh tế kỹ càng với các chị, đến khi cảm thấy ok ưng ý thì mới thôi nhá. Đây áo da nhá, đấy mông chị mix với quần chống phòi mỡ của nhà em thì hết sảy luôn. Đây là quần chống phòi mỡ nhá, mông thì nâng mà bụng thì thon, mà chân thì dài, thích thế chứ nhỉ. Đấy bụng này, đây ví dụ như đi ăn cưới là cưới này, đéo ai thế này đúng không, bụng quá là lèo nhèo luôn. Em tuyên bố cho chị, phong cách bán hàng của em rất là gần gũi, tức là em không ở đây em nói cái ngôn ngữ kiểu như là sáo rỗng, kiểu như già. Em thưa chị à, em biết là một ngày của chị đấu tranh kiếm tiền là quá mệt mỏi rồi, bây giờ là cuối ngày rồi, mình chỉ có giải trí thôi, mình chỉ có vui thôi, và mình cái việc ngắm để làm đẹp và thích cái gì thì mua thôi, còn cũng không có thời gian để ngồi xem một đứa điên khùng là nó diễn trên màn hình cả. Thế em không diễn, em sống đúng cảm xúc của mình, em đang thích một cái gì đấy, em đang chia sẻ cho các chị cái điều em thích thú, chứ không phải là em ngồi em diễn. Đấy, ok, thế nên là những chị nào mà muốn nghe những lời nói ngọt ngào, những lời nói lịch sự kiểu như là ta là người tri thức, thì em không phải là người như thế. Em học đủ đại học rồi nhưng mà em vẫn thích nói kiểu đời mà có bao nhiêu đâu, cứ xóa các chị nhé. Thế nên là vui lòng là cảm ơn các chị đã, ai đã hiểu cho em nhá. Còn em không nói bậy đâu, em nói chỉ vui thôi. Vui đấy, đời là cứ phải vui. Quần có size lớn không? Có size 3XL chị nhá. Quần có size 3XL đấy. Các chị đặt hàng trong inbox cho em nhá. Đây. Ngoài ra các chị hỏi em là thế cái áo lúc nãy có đen không, thì có đấy, đen nó còn chất chơi hơn này. Quá wow, là chất luôn, sướng ơi sướng này. Các chị yêu ơi, úi dồi ôi, đen này, cầu vai này, đường, mọi cái đường chi tiết của nó quá đỉnh luôn này. Mọi người nhìn không ạ? Nhìn mặc chiếc áo này biết là hàng chất rồi. Không cần phải nhiều chi tiết, khóa này, cầu vai này, vai này mới là gọi là vai đẹp này. Các chị có nhìn không ạ? Chất liệu da này, da nó không phải là da bóng bóng xấu xấu đâu, mà da vân, nhiều vân, vân da rắn đây này. Và khóa cũng xịn luôn. Mọi người yên tâm là em không phải là em hot hay trên màn hình, nhưng mà thật sự là những cái sản phẩm tốt mình mới có quyền tuyên bố trước mọi người đông đúc như này là tốt thật đấy các chị ạ. Giống như em hiện đang đứng trước một hội trường 1.500 chị em đang xem ở phía dưới, mà tại sao lại dám nói điều được. Thế nên không trình bày nhiều, tóm lại là rất đẹp, ai phù hợp cân nặng nào múc ngay. Chiếc áo da này các chị đang cân nhắc về chuyện giá cả thì em bảo thật nhá, ba chiếc áo lèo nhèo lởm dởm như này là ba hơn 100.000 chiếc áo này, mà ba chiếc áo lởm dởm này đổi được một chiếc áo này. Cái áo này mặc chỉ một tháng chán, một tuần chán, hoặc về cái chán luôn, vứt luôn. Nhưng chiếc áo này mặc năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, mà ôi dồi ôi, khi khoác lên thôi là chất rồi thì không phải xoắn nhá. Và cái áo này sau khi mà các chị chán, chị có thể cho lại con em mình vẫn chất lượng, và cho lại nó mình còn sai khiến được nó, nó còn bóp chân, rửa chân, lau chân, rồi thậm chí là ngoáy tai, nhổ lông lách các thứ đại khái là nó làm tất cả cho các chị luôn đấy, vì nó thích quá mà. Khóa rất trơn, màu đen cũng như màu rêu trơn ơi là trơn. 380.000 dành cho ai chia sẻ livestream. Ok, xin cảm ơn. Bán hàng là sự chia sẻ. Phía trong đây các chế nhìn thế này, 100% áo của nhà em nhá. Đường bên trong đây này là lót bóng không lộ chỉ nhá, mác đây, mác của nó mác xịn nhá. 300
380.000, ok, xin cảm ơn mọi người inbox cho em trong inbox nhá. Áo này không có size cho người 60 cân chị nhá. Quần gen bụng có size cho người 60 cân này, S, M, L, XL, 2XL và 3XL. Rất đỉnh luôn đấy ạ. Quần bao nhiêu? Quần không có màu khác ạ, quần có màu này thôi ạ. Đây là quần chống phồi mỡ, là khi mặc lên là bụng gọn mà ngực mọi chi tiết đều rất chuẩn luôn. Quần vòi mỡ một cái 55 cân. Ok, 55 cân có size nhá. Inbox cho em nhá, quần chống mỡ nhá. Quần chống tòi mỡ. Anh chưa, quần chống tòi mỡ inbox cho em nhá. Hello. Mình đang quay trở lại với các bạn một hình ảnh thân thuộc. Đó là một chiếc chân váy chống lòi mỡ. Chân váy của nhà em là khi mà các chị có cái bụng mỡ như này thì mặc chiếc chân váy lên là nó sẽ khít như này luôn. Là gọi là chuẩn vô chỉnh luôn. Là mọi chi tiết từ đường eo, đường hông, đường mông nó đều hoàn hảo. Chân váy 160.000, chia sẻ livestream còn 99.000 chị nhá. Áo có size cho người 55 cân không? Có size L chị nhá. Có sai đi ạ. Đây, đủ vàng màu cho các chị luôn. Hôm nay lại mở bát cho các chị, mua một tặng một, xin mời các chị ngự vào. Ok, quần bao nhiêu tiền? Em đang mở bát cho các chị. Chân váy là 160.000, sale 99.000. Em mở bát bán cho các chị một sản phẩm mua một tặng một nhá. Em mọi người ơi, em nhận đơn hàng trong inbox nhá. Và số lượng comment quá nhiều thế nên em không thể trả lời từ đầu đến cuối được. Nên là mình sẽ trả lời với nhau tỉ mỉ từng cân nặng chiều cao nhá. Bây giờ hỏi nó cũng chỉ là hỏi thôi. Còn đến lúc mà mình trong cái trường hợp của mình nó mới đúng được. Chị nặng bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu mới tư vấn được. Còn bây giờ hỏi chỉ là hỏi thôi. Mình phải rõ ràng với nhau từng câu chuyện một. Đặt hàng, mua hàng nó phải có giao dịch. Nó phải có câu lên câu xuống. Tư vấn rồi cơ thể, màu da, bắp tay bắp chân rồi ngực nhức như nào, eo hùng như nào thì mới ra được cái đơn hàng được. Còn tư vấn trên này nó hơi bị chung chung, em không thích như thế. Em cần tỉ mỉ nên mình hãy trao đổi với nhau trong inbox nhé các chị nhé. Đây, áo của nhà em là mua một tặng một. Đây là một chiếc áo nhũ cao cấp, là một chiếc áo nhũ hàng công ty, phun nhũ từ cổ xuống thân đến toàn bộ chi tiết từng đường nách nhá. Nhũ đây là màu nâu tây, là một cái sắc màu rất là sang nhất, làm cho cái làn da của mình nó nổi bật hơn. Đây, ok, áo nhũ nhá. Áo nhũ rất là đẹp nhá. Áo nhũ ạ. Áo nhũ này, trị giá của chiếc áo nhũ này bình thường là giá 140, nhưng hôm nay 140 được 2 chiếc. Tức là chia ra các chị chỉ phải mua áo nhũ này với giá 70.000 một cái. Và nếu các chị mua 3 cái áo nhũ này chỉ còn giá 65.000 một cái. Em đủ vàng màu cho các chị luôn. Và mẹ mặc được, mình mặc được, cả gia đình mặc được nhá. Đây là màu nâu tây. Tiếp tục nhá. Đây nhá. Và ấy, đây là màu em inbox rồi lát trả lời nhé. Ok em nhá. Nhiều chị chưa mua của hàng của nhà em thì không biết mà, em tư vấn kỹ mà. Đây, đây là màu tím than nhá. Đây là màu tím than nhá. Từng đường ngực, đường nách, mọi thứ nó quá tuyệt vời luôn. Áo nhũ đi, cái áo nhũ này nó rẻ như cho mà. Giá bình thường của nó là 140, như hôm nay mua 2 cái giá chỉ còn giá 70 một cái, và mua 3 cái thì áo nhũ này chỉ còn giá 65.000. Và nếu mua 5 cái là còn 60 một cái. Giá rẻ như cho, như biếu, như kỷ niệm luôn các chị ơi. Đây là màu tím than, mẹ mặc được. Mẹ em, mẹ chồng em năm nay là hơn 50 tuổi rồi, làm ngay một chiếc áo nhũ này quá tuyệt vời luôn. Mẹ mặc nhá. Đấy, mẹ em là hơn 50 cân, là 55, 56 cân. Mặc chiếc áo màu tím than này rất là đẹp và sang luôn. Mặc đi ăn cưới, ăn xin, cỗ ăn bàn tuyệt vời luôn này. Đấy, form dáng rất đẹp, mọi người nhìn thấy không ạ? Mọi chi tiết luôn. Áo nhũ. Đấy, áo nhũ màu, đây là màu tím than nhá. Tiếp tục inbox em nhé. Ok, mình muốn mua 3 cái quần ôm. Inbox để mình trả lời nha các tình yêu ơi. Mai, hẹn vào ngày mai chứ bây giờ thì cũng bất lực. Đấy. Đêm này thì nhân viên không làm nữa nha mọi người nhá. Đây. Ngoài ra nó còn màu đây màu xám nhá các chế ơi, màu xám. Màu xám. Tóm lại là cái tông màu của nhà em rất là dễ mặc và bất kỳ ai đều có thể mặc được. Khi mặc những chiếc áo này ra đường thì nó vừa tiện lợi. Hai chi tiết để tạo nên một phong thái của một người phụ nữ, đó là nội thất và ngoại thất. Đây là nội thất. Nội thất nha. Nội thất. Và nội thất nó cũng phải đẹp.
Như ngoại thất các chị cứ lung linh nhưng nội thất bên trong hoang sơ là được rồi. Mình phải đẹp lồng, đẹp lộn, đẹp từ trong, đẹp ra ngoài, đẹp toát hết cả da luôn. Đây là màu. Ok, chân váy đẹp quá. Chân váy của em 99.000 nhá. Hai quần ôm, ba quần ôm 36. Cho em ba cái áo nhũ. Ok mọi người ơi, xí phần đi ạ. Xí phần ngay chị áo nhũ đi, tuyệt vời quá. Phê quá. Đấy. Em có màu, đây là màu rêu nhá. Uài trời ơi, màu này mới là đẹp này. Màu rêu này giống như màu xanh cổ vịt ý, rất sang luôn. Cái tông màu này em cực kỳ ưa màu này luôn, bởi vì làm cái con người ta sang chảnh hơn. Các chị đi ăn cưới mặc màu này. Đi ăn cưới chị cần mặc đúng nguyên cái cây này cho em. Đó là một chân váy ôm như này, mix với một chiếc áo nhũ. Thế thôi, đấy, có da này, mọi vị trí luôn và hàng hai lớp. Như này thôi là thấy đẹp lắm rồi. Rẻ tiền mà lại thiết thực, mà lại mặc được lâu, mà lại không bị lỗi mốt. Năm nào cũng mốt này luôn. Đấy, nhưng chỉ cái là các chị mua hàng của nhà ai, mua được hàng đẹp không? Thế thôi, vấn đề là vậy thôi. Đây, nhũ đây. Đẹp không? Tuyến này. Màu này cực kỳ chất luôn. Và nếu mà em khuyên các chị một điều duy nhất hôm nay thì em chỉ khuyên các chị nên mua ngay chị áo này. Tuyệt vời, tuyệt vời và tuyệt vời luôn. Quá đẹp, quá xuất sắc. Đấy. Còn áo màu đỏ nhá. Mình 58 cân mặc được không? Bạn inbox cân nặng chiều cao nhá. Chị lấy cái màu xanh, màu đen đúng rồi. Màu đen cũng có, màu đen dễ mặc lắm. Màu đen dễ mặc mà. Đây, ngoài ra em còn có màu đỏ. Em sẽ mặc nốt màu đỏ này này. Màu đỏ và màu hồng. Thôi cứ cho em tua nốt vì em đang hăng các chị. Em đang phê quá. Em đang thích quá. Đây, màu đỏ đây này. Mai em sẽ đi ăn cưới, em sẽ mặc một chiếc áo màu xanh chẳng hạn. Đẹp. Đấy, màu đỏ đây. Tóm lại là chỉ cần thế thôi là thấy nổi lắm rồi. Không cần phải gì nhiều. Mua hai cái là giá 70.000 một cái và mua ba cái là giá 65.000 một cái và mua năm cái là 60.000 một cái, rẻ đi cho rủ chung cả làng cả xóm mua chung đi các chị em ơi. 65.000 một cái khi mua từ ba cái nhá. Quá đẹp luôn, đẹp. Rụng rốn luôn. Ai nhũ màu xanh rêu. Chân váy là 99.000 nhá, ai mặc cũng được. Không phải đứng lên đâu chị ơi, giờ chân váy của nhà em thì bán là quá tuyệt vời, là cứ thế là mua thôi. Đấy, em đứng này là quá thấy rõ rồi. Đây, đây là màu hồng nhá. Màu hồng đẹp, màu hồng này trẻ. Các cậu ơi, trẻ. Và hôm nay là còn về một số cái nhũ vân là xả nốt nữa này. Nhà xả nốt nhũ vân này thì em tua rất nhanh nên là mọi người đặt nhanh cho em nhá. Đâu rồi, nhũ vân đỏ này. Đấy. Đâu rồi. Cho em xem mờ gấu áo 35 kg. Ok. Đây, nhũ vân của em còn mấy cái màu này em xả nốt nhá. Nhũ vân này là 180.000 nhá. Chia sẻ livestream xả là còn 91 cái, khi mua từ hai cái. Em có nhũ vân cam cực kỳ sang chảnh luôn. Đấy, nhũ này đấy, đẹp chưa các tình yêu ơi. Đấy, nhũ vân màu cam nhá. Ở đây là vân hoa 3D rất là đẹp luôn. Và khi mặc cái này mà các chị đi ăn cưới thì rất là tự tin, bởi vì nó sẽ không đơn điệu là trơn một màu, mà nó sẽ có những cái họa tiết nho nhỏ như này, làm cho mình nó sang hơn mà nó khá là đặc biệt, nổi bật. Đấy, đúng nhá. À, mọi người ơi, em nhận đơn hàng trong inbox nhá. Và tất cả những cái câu hỏi của các chị hãy đặt vào trong inbox cho em, bởi vì ở đây em trả lời người này thì thôi người kia. Mà các chị có hiểu cái cảm tưởng giống như là đang mà nói một cái gì đấy rất tập trung mà lại phải nói ra một vấn đề khác không ạ? Nó sẽ lạc đề, làm cho em không có cảm hứng nói. Thế nên là em livestream của em luôn luôn một cái phong cách bán, đó là chia sẻ, nó là quảng cáo. Còn ai mua thì chủ động vào inbox, vì nhiều những cái đơn đặt hàng trên này ấy, là họ chưa chắc chắn, nhưng em cần vào inbox để chuẩn nhất nhá. Đây là tông màu đỏ nhũ vân 3D nhá, và một màu cuối cùng là màu nâu tây nhũ vân 3D. Nhũ vân 3D này là 90.000 một cái khi mua từ hai cái. Đây, màu đỏ rất là sang, đẹp, nổi bật. Tua nhanh thôi. Còn nốt màu cuối cùng đấy này. Bao nhiêu một áo, giá 90.000 một cái, mua từ hai cái bạn ơi. Nhũ này giảm giá một nửa nhá, sale giá một nửa nhá mọi người ơi. Bán một nửa giá luôn. Đó, đây là màu nâu tây, là màu dễ mặc nhất và trắng trẻo làn da nhất, màu nâu tây. Xin cảm ơn mọi người đã xem kiên nhẫn đến giờ này, bởi vì chiếc áo này là mình chia sẻ thật đấy, là nó rất nên mua và cực kỳ đẹp luôn. Còn chân váy em bán là 99.000, size SMLXL. Chân váy chất Umi có giãn 4 chiều. Mọi vị trí của chân váy đều có giãn nhá. Bây giờ em sẽ, đây nhũ vân 3D này màu nâu tây nhá. Mua đi hết rồi đấy. Nhanh thôi. Đây, bình thường cái bụng mỡ lèo nhèo như này, những giải pháp thì chỉ có mặc chiếc chân váy này lên là nó vừa khít lỗ đít luôn. Phía sau đây, chuẩn nhá.
kéo kéo cái khóa ra nhá, xong kéo cái khóa lên nhá, là nó chuẩn đét luôn, mọi chi tiết đều rất là hoàn hảo. Ok, chân váy là 99.000. Chị nào mà thích thì múc ngay chiếc chân váy này cho em nhé. Cho em một cái nhũ vân màu đỏ. Bạn nào chưa đặt được áo thì vui lòng vào inbox mình ngay nhé. Để được chốt hàng nhá mọi người ơi. Inbox đi, lát sẽ chốt được cho mọi người. Bây giờ là tiết mục đến tiết mục áo khoác đây này. Mình lấy áo nhũ nâu tây. Thời tiết lạnh như này thì các chị nên mua chiếc áo ấm, cực kỳ ấm luôn. Em có về chiếc áo kaki lót lông cừu này. Giá bình thường của nó là 600-700. Như hôm nay là xả kho. Xả kho thì bán rẻ, bán như cho. Đấy. Lót lông cừu. Đó. Rất ấm luôn, mặc cái này siêu ấm và siêu xịn luôn. Giá của chiếc áo này khoảng 500.000. Nhưng mà tại shop em ấy siêu xả kho giá sốc cho các chị luôn. Chiếc áo cao cấp như này 500.000 mà hôm nay sale còn đúng 330.000 cho các chị nhá. Kaki lót lông cừu, đây là màu rêu nhá các chị nhá. Rất ấm áp. Còn cái dáng này các chị đã quá hiểu thừa rồi. Này, bên trong của nó là lót lông như này. Ấm cực kỳ ấm luôn. Cái này thì tuy rằng là nó thật với các chị là không phải là quá là đẹp cái gì gì đó, khác biệt gì đặc biệt, nhưng mà cái áo này là ai cũng mặc được, dễ mặc mà nó ấm. Các chị đi đường này, đi Sapa, đi du lịch các thứ là mặc cái loại này là gọi là siêu đỉnh luôn. Đây là chuyên dành cho những nơi gọi là đại hàn, siêu hàn. Và các chị nào mà hay phải đi làm buổi sáng sớm này, các chị ai phải làm, những người nào đang có nhu cầu muốn sở hữu chiếc áo đấy. Đấy, rất ấm luôn. Chiếc kaki nha, áo kaki lót lông cừu. Và ngoài màu xanh em còn có màu màu lâu tây, nhưng mà màu xanh là dễ mặc nhất này. Đẹp đây, bên trong này các chị nhìn này. Lót của nó đây này. Nó phải nhìn cái đường bên trong mới thấy được cái giá trị của chiếc áo. Giống như các chị đang khoác trên mình, nó là một chiếc chăn ấy, một chiếc chăn lông cừu ấy, ấm cực kỳ ấm luôn mà rẻ. Sale còn có hơn 300, tội gì không mua. Hàng thì hàng Quảng Châu rồi, không phải xoắn rồi. Bán là bán hàng chuẩn rồi. Nào. Kaki lót lông cừu nhá, kaki lót lông cừu màu rêu. Đây, nhà em có bán những chiếc len đỏ màu thần tài như này, là hàng sale xả nhá, hàng 250.000 mà là hàng chuẩn ấy, mà trên thị trường đang bán đấy, xả chỉ có 179.000 con đeo lên mèo thần tài hàng chuẩn đấy ạ, chuẩn rất mềm và sướng luôn. Chân váy chất umi nhá. Ngoài ra nhá, cái áo kaki lót lông cừu nó còn có màu này là màu nâu bò nữa, cũng rất là đẹp. Màu nâu bò này. Đó các chị ơi, quá ấm luôn này. Bên trong lót này. Đây, kaki lót lông cừu màu nâu bò. Mọi người ơi, tức là nó đạt đến cái mức độ là siêu ấm. Đó, siêu ấm và siêu siêu lung linh luôn ấy. Nó không đẹp kiểu kiểu như là gì đấy, nó quá long lanh, nhưng mà lại rất là gần gũi và đảm bảo các chị luôn là đặt là ưng ý nhá. Có chân váy xòe xếp ly không? Có phao không? Có nhá. Nên mà này. Có đấy các chị, ấm lắm. Đây đâu rồi? Đây, ông cao cấp của tôi đâu rồi? Đấy. Ok, bây giờ này, đây là chiếc giày ong cao cấp nhá. Ở đây là mạ hình kim vàng, đang rất là đẹp và sáng long lanh như này. Đôi giày này trị giá là 400.000. Ở dưới đấy của nó là đường trần này, lỗ thoáng chống thối chân này. Giày nhung phủ 100%. Mặt trước là mạ vàng, sáng long lanh như này luôn. Đế trần rất là đẹp. Cái con giày ong này trị giá là 400.000, nhưng chị nào chia sẻ livestream nhá, em bán giá dưới gốc cho các chị, là cái giá để các chị có thể test thử sản phẩm của nhà em, nếu ưng thì đặt hàng nhá. Giá 159.000 là không lãi, là bán giá gốc. Còn đây là nằm trong một chuỗi những cái chương trình mà gọi là bán quảng cáo sản phẩm của nhà em nhá. Đôi giày mọi ong cao cấp 400.000, sale 159.000, từ size 35 đến size 39. Dành cho chị nào chia sẻ livestream 10 lần trong ngày hôm nay, đặt hàng trong inbox họ tên, địa chỉ cụ thể, số điện thoại nhá, và đã chia sẻ đủ nhá. Đôi giày này là mặt trên của nó là mạ hình kim vàng. Khi ánh sáng hắt vào thì mọi cái tia sáng này nó sẽ phản lại, tạo nên một cái lấp lánh như này.
sang chảnh cực luôn. Đế của nó độn đế 3 phân nhá, 3 phân cao như này, độn đế 3 phân. Rất đẹp luôn, độn đế 3 phân. Và quan trọng nhất là cái đế ở phía dưới của nó này là làm những cái đường nan sóng, nan chắn như này rất là mảnh thôi. Nên là cái chuyện dắt bẩn, dắt các loại các thứ vớ vẩn vào là không có chị nhá. Đi rất sướng và êm chân luôn. Rất nhiều chị đã nhận được đôi giày này, rất là chi mừng. 159.000. Chỉ có 159.000 để mọi người được sở hữu ngay ngay đôi giày này, tuyệt vời không mặt trời luôn ạ. Có hình Chanel nhá cậu ơi. 159.000 hôm nay xả cả Chanel, cả xả cả cái mã này luôn. Đây là giày mọi ong cao cấp. Ok. Đấy, 159.000 nhá. Và em còn về một cái lô nữa là gọi là lô áo Adidas ra lộ này. Ui dồi, đỡ cái thời điểm 842 người xem này. Em mới các chị chia sẻ cho các chị cái loại này thôi. Vì cái này rất là hiếm hàng. Cái này chỉ có búng 1-2 chiếc cuối cùng thôi. Nãy còn 10 chiếc nhưng mà bán tua hết rồi. Hàng đang đóng cho khách rồi này. Khóa của nó là khóa mạ vàng như này. Chất liệu của nó là chất liệu da lộn. Bên trong là có lót bóng phúc lộ chỉ. Phía đường bo tay rất chuẩn. Đường chạy viền của tay này. Đường ở phía sau rất trẻ trung luôn. Cái con này ai mặc cũng đẹp. Mặc với quần, với váy, với tất cả mọi thứ đều rất là ok. Chiếc áo Adidas da lộn này trị giá của nó là 280.000 đến 300.000. Nhưng hôm nay tại thời điểm 841 em xả nốt 2 chiếc, 3 chiếc cuối cùng. Giá dành cho ai nhanh tay và ai là người bấm màn đặt hàng nhanh nhất. Còn bất kỳ ai có quyền được mua giá gốc nhá. Em sẽ xem cho chị giá 169.000. Giá này là giá lỗ chỏng vó nhá. Đấy, khóa này. Cái khóa nhà em không phải là cái khóa khạc 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 khạc, mà khóa rất trơn và đỉnh luôn các chị ơi. Đấy, áo Adidas da lộn này quá tuyệt vời luôn, bán gọi là không ngớt ngừng bởi vì nó rất thông dụng, rất dễ mặc mà nó trẻ khỏe ná. Đường bo tay này rất là dày dặn luôn. Một giày áo này là áo Adidas da lộn. Các bạn trẻ ơi, múc ngay chiếc áo này. Các chị ơi, các chị muốn được kéo lại tuổi thanh xuân của mình, hãy sở hữu ngay chiếc áo này. Rất trẻ trung, không ai chê một điểm gì, không hề lố lăng, rất phù hợp với tình các tình yêu luôn. Này, phía sau này. Em thích mặc chiếc áo này lắm. Mặc chiếc áo này á, chỉ mặc chiếc quần legging chống phòi mỡ thôi. Ôi, ra đường nó quá tự tin luôn, chả gì. Rất trẻ cũng đi thêm đôi giày thể thao nữa thôi, là gọi là kiểu cảm giác nó vừa khỏe khoắn mà lại vừa đẹp, đẹp cái kiểu là chất ấy. Chứ không phải đẹp cái kiểu loằng ngoằng công chúa tua rua vớ vẩn đâu ạ. Ok các chị nhá, giá 169.000. Ôi dồi ôi, nói xong nhữ cả mồm. Hôm trước bán 200 mấy, hôm nay nói hơn 100.000, đau cả mồm. Ok. Đây, áo Adidas da lộn này thì ai mua cũng được. Và em cũng còn ít nên là thôi em tua nhanh nhá. Những chị nào mà đã cảm nhận được cái này nó phù hợp với chị thì phải múc ngay nhá. Múc ngay chứ không hết đấy. Hết thì bảo em vô tình mà mày đéo bán cho chị. Thôi, cái gì nó cũng có cái ấy của nó đây. Mọi người nhìn rõ cho em nhá. Đây là đường bo của nó đây này. Chất rất là ổn. Burberry sang chảnh luôn. Áo ạ. Đủ size mọi người nhá. Mọi người để lại cân nặng chiều cao nhá. Em tư vấn cho chị nhá. Áo da da lộn đấy, những chị nào mà nhanh tay nào. Áo này sẽ thuộc về Tư Trọng này, áo này sẽ thuộc về Giang Vũ này, đấy, áo này sẽ của Giang Vũ này, mai của ai nữa, bán cho chiếc áo khoác lon lông kiều màu rêu nhé, ai nữa, ai lấy áo khoác nữa, Hiền Thái gì ạ, áo cưới sang sang, chị ơi, các chị ơi chuẩn cho em nhá, ai đặt thì chuẩn nhá, nào, chị nào mà muốn được sở hữu thì inbox em ngay nhá, thôi em cứ đọc tên như thế, nhưng chị nào mà cho em địa chỉ trước trong inbox thì em bán cho nhá. Ok, xin cảm ơn. Quá đỉnh luôn, quá ổn luôn. Giá 150.000, like chân váy khác đi em. Em thích chân váy này lắm. Đây, còn thời điểm này thì em cũng có một cái sự chia sẻ cho các chị. Đó là em có cái lô đồng hồ cao cấp này là nhờ người ta nhờ xả này. Nó có 4 cái mã này là siêu sang siêu đỉnh này. Đấy, chất chưa? Đồng hồ kín đá full 100%, 100% mặt dây của nó luôn. Đồng hồ trị giá 650. Nhưng họ sale nhá. Hàng này là hàng đang bán trong các cái studio, à cái shop đồng hồ lớn cao cấp ấy. Là 600 mấy. Là họ kiểu nhập vào đấy, 600 mấy à, bán ra nó cũng khoảng gần triệu à. Như hôm nay à, như họ nhờ xả vì do một số lý do là à, chơi cờ bạc vớ vẩn các thứ. Thế em live stream tốt thì họ nhờ xả nhá. Thì đồng hồ này xả cho các chế là 399.000. À nhầm, 300.000 đi. 300.000 ạ. Em không lãi đâu ạ. Mọi người em bán đúng giá nhập thôi ạ. Giá người ta nhờ thôi ạ. 300.000 ạ. Em không ăn lãi 5.000, 10.000 đâu ạ. Đấy, bữa nào các chị là đặt nhanh cho em nhá.
Đấy, ngoài ra nó còn có màu ánh bạc sang trọng như này, rất đỉnh cao luôn, không bao giờ lo lỗi mốt nhá. Màu sang trọng cực kỳ, full đá. Ngoài ra nó còn có mặt tròn như này cũng sang. Mọi người đặt nhanh cho em nhé. Mọi người đặt nhanh cho em, cái này là em không 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 phải em bán. Em chỉ xả hộ thôi, em có bán đồng hồ đâu. Đây. Đây, đây là mặt màu trắng rất đỉnh luôn, nhỏ nhắn nhưng mà lại chất chơi. Ngoài ra nó còn có mặt tròn như này. Mọi người đặt hàng này thì vui lòng là comment cho em là đồng hồ xịt kín đá nhé. Đồng hồ xịt kín đá, mặt tròn hoặc mặt mặt vuông cho em nhé. Đấy, kín đá. Giá của nó là 600 nghìn, à nhầm, 300 nghìn, nhầm nhầm nhầm. Cứ quên nói cái giá gốc của nó. Sorry, 300 nghìn, 300 nghìn, không phải là 600 đâu ạ. Đấy. À. Đây, ngoài ra là còn có cái thể loại này nữa này, là cái thể loại mà siêu cao cấp này nữa này, là gọi là đỉnh phê không phải nghĩ này. Đấy, đồng hồ này. Mặt đá bên trong này các chị nhìn được, đây là hàng mà không bao giờ mà hỏng luôn ấy. Khi mà ánh sáng soi vào nó sẽ phản ra một thứ ánh sáng dịu kỳ, thứ ánh sáng giống như người ta ánh sáng vào kim cương ấy này. Đó, lóa sáng như này. Đồng hồ này, đồng hồ BS cao cấp. Hàng này là mặt to to một chút. To một chút, con này là cũng khoảng 700 nghìn đấy này. Đấy, cũng hình như là người ta nhờ xạ đúng 300 nghìn nữa hay sao ấy, chị ơi, 300 nghìn nhá. Đừng mà cái một nghìn cũng được, không được lãi nghìn nào đâu. Em định bán cho các chị 300 rưỡi nhưng mà thôi. Em đã bảo rồi em bán quần áo thôi, em chỉ xả hộ thôi mà. 300 rưỡi, à nhầm, 300, 300, 300, 300 nhá. Đồng hồ kín đá mặt tròn thế này. Đây là đồng hồ to cao cấp nhá. Đây mặt của nó này, nhìn biết hàng xịn rồi, cái này bền. Yên tâm em dùng em test, em bao chất cho các chị luôn. Đây là cái đồng hồ mà em mua dùng nhưng mà khi mà các chị mà đặt cái đồng hồ này, đặt là đồng hồ mà con Minh nó đeo ấy. Đấy là cái đồng hồ này, cái đồng hồ em đang dùng mà em cắt mắt vừa với tay rồi này. Em mai em đi ăn cưới này, đấy, mai em sẽ có ảnh cho các chị luôn. Con này em mua là 1 triệu, đấy, 1 triệu, nhưng mà em tìm được cái mối nhập cho nó rồi. Em mua cái này rất là đắt nhưng mà tìm được cái mối nhập và em bán cho các chị giá nhập dành cho những chị nào có đơn hàng quần áo của nhà em nhá. Em bán cho các chị giá nhập của em là 300 nghìn. Đấy, còn nó kín đáo 100% luôn. Còn nghe nói ghê gớm, đừng có nghĩ em đang dùng chiêu trò bán hàng nhá. Em không không bao giờ mà mất uy tín vì vài vài cái đồng hồ đâu, nhưng mà các chị cứ yên tâm khẳng định nghe em nói là đúng. Chứ em mua 1 triệu em thích quá mà, em bảo em nhập về bán kiểu gì các chị cũng thích. Nhưng mà em định bán nhập về 300 bán 500 nhưng mà thôi. Kỷ niệm luôn cho các chị, quá sướng luôn. Đồng hồ này, đồng hồ con mi đeo nhá. Gọi tên là đồng hồ con mi đeo ấy, không là chúng nó không biết đâu. Nhân viên nhà em nó không biết mấy cái mã đồng hồ đâu. Nó có bán đồng hồ đâu mà nó biết. Nó chỉ biết quần áo thôi. Nên là những khi mà like đồng hồ xong chúng nó đau đầu mà. Chị like đồng hồ, chị đeo nói tên là gì là em chả biết cái nào thì thôi các chị cứ gọi cho em là đồng hồ, đây là đồng hồ con mi đeo này. Đấy, đồng hồ xịn xịn mà mặt to này, đấy. Cứ bảo xịn xịn mặt to này. Còn đồng hồ này là đồng hồ bé vuông. Đấy, màu trắng nhiều đá. Còn đồng hồ này gì chả biết gọi tên thì không, mình bản chuyên của bán chuyên đồng hồ đâu không biết. Thôi tóm lại là thế thôi, thế nhá, thế nhá. Ai mua thì inbox em và em chia sẻ cho thôi. Còn em nhiều người em mời em quảng cáo sản phẩm nữa lắm nhưng mà em quảng cáo đâu. Những cái gì mà em dùng thật sự nhá, những cái gì mà em dùng thật sự và em cảm thấy tốt thật sự em mới chia sẻ thôi. Còn không phải cái gì em cũng 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 lôi lên em bán đâu. Em không muốn em thành nồi cắm lợn nhá, không thích, không thích. Đấy, đây cái em các chị đang hỏi em cái áo len mèo thần tài này thì em cũng chốt hạ nốt cho các chị. Cái len này có hai loại, một là loại hơn 200 nghìn, một là cái hai là cái loại hơn 100 nghìn. Thì trên thị trường mà những cái shop bán hơn hàng hơn 200 nghìn là hàng chuẩn. Và các chị chú ý nên mua lại hàng chuẩn đấy nhá. Chất rất là dày nhá. Rất là dày và đẹp luôn. Cái len hàng chuẩn này là bán 200 rưỡi nhưng mà em không bán cho các chị cái giá đấy. Bán thế thì em giống chúng nó, em không bao giờ thích giống ai. Em luôn luôn muốn là một người có một cái gì đấy khác biệt với mọi người. Đấy, mọi người bán đắt thì phải bán rẻ. Đấy, em bán rất rẻ. Cho chị khoe luôn. Đẹp quá, xinh quá. Đấy. Áo len thiều thần tài là một điều vô cùng tuyệt vời cho một năm mới. Một năm mới khởi sắc với chiếc áo đỏ làm cho mọi thứ nó trở nên tuyệt vời hơn. Ai chia sẻ livestream này? Ai chia sẻ livestream này em bán áo len 200 rưỡi này với giá 179.000 cho. Mặc ấm luôn mà chất len nhà em nó mềm chứ, nó sướng chứ. Đấy, đỏ đẹp luôn. Và Facebook có đăng ảnh cụ thể nhá các chị đấy, chất len này. Sở rất là êm, rất là sướng luôn ấy.
Mít tay đấy, mít với chân váy xòe quá đỉnh luôn. Chân váy ngoài nhà em 99.000 nhá. Đấy, chân váy có nếp xòe này, có quần nhá. Nên các chị gọi là tung thoải mái nhá. Đây là quần bên trong của chân váy luôn. Chân váy 99.000, mix với chiếc áo 179.000 thôi. Là các chị chỉ cần đi thêm một đôi tất của nhà em. Tất thì là 19.000 nhá. Ô, cái gì cũng rẻ cơ. Toàn giá rẻ thôi. 19.000 một đôi tất đấy ạ. Nhà em có da, có đen, có khói, có gắt cháy, đi rất là thích. 19.000 một đôi tất. Áo len thần tài 19.000 nhé các tình yêu ơi. Chị nào mà muốn sở hữu ngay chiếc quần tất này thì hãy inbox cho nhà em luôn, để được là người mua giá tuyệt vời rẻ nhất. Ai nhanh tay chia sẻ, ai nhanh tay chia sẻ em bán cho. Em bán cho mà không cần phải xoắn luôn cho chị ạ. Đó. Chị có váy kim sa không? Có tình yêu ơi. Đây, và em có chia sẻ cho các chị một cái quần tất nữa, gọi là quần tất lưới SK đây này. Là cái quần tất mà đang rầm rộ và hot hit trên thị trường. Quần này hôm trước em đi du lịch Sapa. À nhầm, em đi du lịch ở trong Bà Nà Hill em đi này. Đấy, nó có lưới nhỏ nhỏ mềm mảnh như này nhá các chị ơi. Đấy, đây là lưới mát mát này, có nhìn thấy không ạ? Đây này, đây là quần tất SK cao cấp. Và chiếc quần tất này trên thị trường là đang bán là 150-180.000. Nhưng tại shop em bao chất cho các chị và em bán chiếc quần này cực kỳ rẻ thôi ạ. Chiếc quần này sẽ bán cho các tình yêu với giá đó là 99.000 một đôi. 99.000 một đôi đấy. Đấy, khi mua từ hai đôi nhá. Mua một đôi là 101 nhá. Đây là quần tất SK cao cấp nhá. Đấy, đi lên chân thì nó sẽ ra cái màu chân như này. Và nó sẽ có lưới 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 mắt nhỏ này. Em không để dí sát chân mà các chị, nhưng các chị có nhìn thấy lưới không ạ? Đấy. Thôi em cứ hy sinh cái bộ giò to vật vã này để Tết cho các chị. Đời không bao giờ phải ngại nhá. Đấy. Đẹp chưa? Quá lồng lộn luôn. Đấy, tất SK này nhiều người bán rồi. Người ta bán trăm rẻ rách nhất cũng phải 120-150, nhưng em bán cho các chị có rẻ rách, cực kỳ rẻ rách luôn. Chỉ có 99.000. Đấy. Mua hai cái, còn nếu mua một cái là 101 nhá. Đây, tất đây nó sẽ tạo ra cái hình lưới như này, các chế có nhìn thấy không? Lưới mắt nhỏ siêu nhỏ luôn. Quần này em đi lên Bà Nà Hill phê lắm. Không hề lạnh luôn, trên đấy bao nhiêu độ? 0 độ luôn đấy ạ. 0 độ mà kiểu gió tạt vào nó cứ cảm giác như là nó có hơi tuyết ấy. Mà đi cái quần này cũng chả vấn đề gì, chỉ hơi rú một tí thôi. Quần tất SK thích lắm. Vì à, chị mua 170 một chiếc. Đấy chưa? Đấy, có chị mua 170 một chiếc mà em bán có 99.000. Đấy, nó phải lãi của các chị tầm khoảng gần 100.000, còn em lãi các chị 5.000 thôi. Đấy, em con đồng bóng mà thích thì bán thôi mà, quan trọng gì đâu. 99.000 đấy, quần tất SK thích lắm. Quần tất này thì phải phê lòi luôn. Thực ra thì em không biết, nhưng mà đương nhiên là 100.000 nó không phải là số tiền nhỏ, nhưng mà theo em để chi trả một thứ đẹp thì nó quá xứng đáng luôn. Bây giờ cứ đi mua vài thứ vớ vẩn nó cũng hết 100.000 rồi. Đây, làm quần tất này đi bền lắm, thích lắm. Đấy, chị kia dùng kìa. Quần tất SK này, ok. Ơi, mình quần tất SK thích lắm Mia. Chị mua 170 một chiếc. Ôi dồi ôi, Bà Nà Hill không phải có tuyết mà có hơi ấy mẹ ơi, hơi lạnh vãi ra ấy, nó cũng không độ rồi. Em đi vào cái mùa này mà, cái những cái thời tiết lạnh nhất mà không độ, chó nó điêu nhá. Mình nhận được hàng rồi nhé. Không phải chém gió bừa đâu, vào Facebook mà xem, người ta đi thật đấy, lạnh thật đấy. Hai vợ chồng rúm gió như một con chó luôn. Lạnh sun ấy cả xoan. Em không biết các chị có quen thì lạnh, thì lạnh không, em hay bị lạnh lắm. Nên em á, em phải chọn những cái quần tất gì mà nó phải ấm ấm một tí, mà lại xịn xịn không. Đấy, mà đi mà rách tất rồi đéo tự tin rồi, không thích rồi. Đâu rồi nhỉ? Đây. Còn đây là quần tất 3D6S. Quần tất vậy, quần tất đấy á, quần tất đấy chúng nó bán 170, em bán 99.000 ạ, khi mua từ hai cái. Đây là quần tất 6S mà trên thị trường nó bán 120.000 hàng chuẩn nhá. Đây, mở ra này, bên trong đây là hàng chuẩn này. Quần tất này là như thế nào ạ? Quần tất này nó là như thế này ạ. Đâu nhỉ? Đấy, cắt đâu rồi? Đây, quần tất 3D là như thế này. Bên trong của nó có lót như này, trần chỉ rõ ràng đẹp đẽ như này. Rất là đẹp và mịn luôn. Quần tất này đi thì nó cũng sướng lắm. Sướng lắm mà rẻ. 85.000 một cái. Còn như ở bên ngoài là phải bán 120. Mà các chị cẩn thận còn về hàng dởm đấy. Ví dụ như là các chị mặc với mèo thần tài cũng đi thêm cái quần tất này nữa là đỉnh cực luôn ấy. Đấy, có thể đi tất trắng và tất đen như này. Đây tất 3D nhá. Và đây không phải là da chân của mình đâu, mà là cái da ở bên trong quần tất đấy. Đấy, nó sẽ như này. Đẹp. Ok.
Vừa cầm là cái loại gì ạ? Vừa cầm là cái loại SK nhé, tất SK nha mọi người nhá. Còn đây là cái tất 3D6S nhá. Tất 3D6S, hàng này thì nó cũng mịn mà nó dày, nó xuống. Nó không có lưới, nó sẽ trơn mịn, mịn chân như này này. Đấy, giá của nó 85.000 cái khi mua từ hai cái. Ok. Quần tất. Còn cái áo của em đang mặc trên người đó là chiếc áo thần tài đại diện cho may mắn. Giá chiếc áo này là 250.000 mà chia sẻ livestream thì chiếc áo là còn giá chỉ còn giá là 179.000 thôi. Rất trẻ trung, khỏe khoắn các tình yêu ơi. Áo len có vừa bé không? Không có vừa bé chị nhá. Không có vừa bé. Không có của bé chị ạ. Lên gỗ của bé không. Đấy, chân váy của em thì là 99.000 nha. Chân váy 99.000. Màu thôi. Và ở cuối livestream này em có chia sẻ cho các chị em có những cái chiếc quần Chanel chỉ viền sẽ dọc này, hàng thể thao này, rất đẹp và khỏe khoắn con người nhá. Đấy, chiếc quần này đang bán trên thị trường với giá là 180. Ai chia sẻ livestream em xả nút giá gốc 99.000. Em còn một số ít size thôi, 99.000. Với quần Chanel là chất cực xịn và cạp của nó là cạp chạy 3, đúng chạy 3 viền như này. Rất trẻ nhá, có giá ăn cực kỳ tốt luôn. Quần Chanel này thì chất mịn, dày, sướng. Đấy. Và Chanel này luôn luôn đảm bảo cho các chị là lúc nào hot hit kiểu chất ý. Chất chất cực kỳ chất luôn. Và chỉ có giá 99.000 nhá. Chỉ có giá 99.000 nhá. À nhầm, 90.000 thôi, 90.000 nhá. Chân váy 99.000 cái quần Chanel này. Mọi người ơi, mua nhanh không hết hàng. Cái quần này dáng thể thao mặc cực kỳ kỳ đỉnh luôn. Mặc đẹp lắm. Mặc cái quần này sướng, mát, đít luôn. Không phải xoắn. Đấy, cất vào đây mặc một cái luôn, không thèm bán luôn. 99.000 quần Chanel nhá. Quần Chanel và nốt chốt hạ đây này. Rồi thì nhá, em sẽ thay váy. Tất 3D bao nhiêu? Đây, giống như cái chiếc áo len thật tài này, bụi có thể sơ vin vào như này cũng đẹp nhá. Rất trẻ trung và khỏe khoắn luôn. Chiếc áo này sale còn 179.000, giá trên thị trường là 250.000 đến 280.000. Hàng len loại 1, len thần tài, rất trẻ trung và khỏe khoắn luôn. Ok. Em đang livestream nên không chết được chị. Đây, nhà mình có phao lông vũ nhá. Phao lông vũ cổ lông hàng cao cấp. Như có con hàng phao lông vũ này nó có trắng tinh như này, cực kỳ xịn luôn và sang chảnh quá thể luôn các chị ơi. Đó. Đây, phao lông vũ cổ lông. Cái con này trên thị trường là phải bán khoảng 7 lít nhá. Chất cực kỳ đẹp và ấm, siêu ấm và siêu sang luôn. Mặc chiếc áo này làm cho cái con người lên tông cực kỳ nhiều. Đây em xin chia sẻ với các chị là em có, bình thường em sẽ không nhập những chiếc áo đắt tiền như này để bán. Nhưng mà nhờ vì em livestream tốt, thế nên là có rất là nhiều những cái nơi mà xưởng cấp hàng ấy, họ nhờ xả ấy, thì em cảm thấy chiếc áo này rất là ưng ý nên em mới chấp nhận là nhận xả hộ xưởng. Đây chiếc áo lông vũ nhá, cổ nó là lông vũ này. Cổ lông vũ và phao ở bên trong này có độ lông vũ rất ấm và mềm này. Các chị cảm giác sờ này chiếc áo này. Áo này bình thường giá nhập vào ra khoảng 350-400 rồi. Nhưng hôm nay xưởng xả nốt giá gốc cho các chị là 350.000. Em không được ăn like đồng nào và xin vui lòng là chốt nhanh cho em con áo phao lông vũ. Đây là màu trắng cao cấp nhá. Khi mà khoác lên chiếc áo này thì cảm thấy rằng là 100% là cái con người mình nó lên tông vô cùng khủng khiếp luôn. Chảnh chó lắm nha chị ạ. À. Siêu chảnh luôn. $350.000 quá đồng nào luôn, xả hộ bao nhiêu bán gần đấy luôn, lồng sướng luôn. Em thì em quan trọng từ đầu em ngày em không hết đơn hàng các chị ạ, thế nên là việc là không phải lúc nào chị nghĩ rằng là bán như này nó phải lãi nhiều đâu. Em chẳng cần phải lãi nhiều, em chỉ cần chia sẻ thôi em đã cảm thấy vui rồi. Đời là cứ phải vui chứ cần phải ăn nhiều của ai đấy, nhưng mà
khoái là được. Đấy là màu trắng tinh nhá. Và đây là một màu nữa nha, phải 1.500 người xem, 2.000 lượt xem, em không bán. Bây giờ em mới bán. Đến tập này em mới bán chứ có vẻ là lúc nào bán đâu. Ui giời, mặc màu này chảnh thế nhở. Ôi kiểu gì em phải giữ cho em một cái rồi. Hai con em ở nhà nữa. Đấy, không biết em chồng có thích không, làm cái nữa. Quá chất luôn. Sướng, ấm, la man. Nào các chị ơi, đỉnh của đỉnh luôn đấy ạ. Áo đây, cổ lông đây. Lông mịn, lông xịn nhá các chị. Không phải lông bét, lông bẩn đâu, hàng cao cấp đấy ạ. Và em đã nói hàng cao cấp thì các chị cứ yên tâm mà xoài thoải mái luôn nhá. Đây, cái mác của nó đây này. Và cái lông của nó các chị có nhìn thấy không? Mịn sướng này. Lông xịn nó mới mềm như này. Còn lông mình thường nó tự cứng đơ. Chân váy 99.000 chị nhá. Chân váy 99.000 đấy. Đây là áo phao lông vũ cao cấp. Và đây là màu xanh. Giá của chiếc áo này bình thường là khoảng 600.000, 500-600.000. Nhưng hôm nay xả kho còn 350.000. Là xả hết giá và xả giá gốc cho các chị luôn. 350.000 siêu ấm luôn. Đấy chất liệu này. Này bóp vào này. Bóp phát là lại nở ra luôn. Quá đỉnh, đỉnh cấp luôn. Áo ren này không bán chị nhá. Em có một màu nữa là màu màu kem. Đây là màu này đẹp nhất này. Em lấy chân váy chị ơi, ok ok. Có lông đen không? Không có lông đen chị ạ. Hết rồi. Hôm qua có xả lông đen nhưng nay hết rồi. Và nếu các chị không lấy nhanh, đây là lông màu xanh ngọc nhá. Xanh ngọc này. Lông này chẳng đẹp à? Cái gì phải đen. Đó. Đây là con lông màu vàng be nữa. Toàn bộ đều quá chất luôn, mặc sướng thật đấy. Đúng là của đắt tiền nó có khác. Đời có bao nhiêu mà hững hờ. Thích là nhít thôi. Phao có size ML nhá các tình yêu ơi, size ML nhá. Đó, ấm lắm, sướng lắm. Này, màu vàng be nhá, 350.000. 350.000 cho chiếc áo này. 350.000. Áo đỏ, mèo bao nhiêu? Áo đỏ mèo 179.000, chân váy 99.000 nhá. Mua nốt đi không hết đây này. Hết cơ hội mua này, chân váy nâng bông tôn giảm quá đẹp luôn. Chân váy này chị bán với giá là 160 nhưng ai chia sẻ livestream là còn 99.000 nhá. 99.000 chân váy này. Chân váy này mà mix với chiếc áo này quá đẹp. Quá đẹp luôn. Đó. Áo mèo đỏ 179.000. Chân váy không có mẫu khác chị ơi. Lông này là lông mịn luôn đấy. Không có mẫu khác. Chân váy không có mẫu khác. Và nhà em có bán những chiếc váy len lông này nhá các chị ơi. Váy len lông này trên thị trường em bán 30.000. Nhưng tại shop em thì em xả với giá đó là váy len lông 219.000. Có quần nâng mông nhá, 219.000. Đây là màu vàng be ạ. Em còn màu trắng và màu hồng nữa nhá. Đây là nốt cho các chị nhìn xem. Đây là váy len lông cao cấp. Váy len lông cao cấp giá siêu rẻ luôn. Đấy, giá của nó là 330.000 tại các shop lớn này. Váy len lông, đây là màu trắng tinh. Lông của nó siêu mịn và siêu thích luôn. Giá 219.000 nhá. Cho một chiếc chân váy nào nhé. Ok, cho em một quần ôm mông. Quần ôm mông là mua một cái 90.000, mua hai cái là 80.000 một cái. Đây, đây là màu. Đây, đây là màu hồng nhá. Váy len lông 219.000 rẻ như cho. Giá này là giá gốc rồi các chị nhá. Các chị có đi nhập ở các chợ đầu mối nó cũng phải là 230.000 rồi. Mà hôm nay em bán lẻ cho các chị chỉ 220 thôi. Tóm lại là nhưng mà nhập chợ đầu mối các chị phải nhập bằng đến 100 con, đến 10 đến 100 con thì cái giá đấy. Váy len lông này là bao nhiêu chi tiết, bao hàng cao cấp của nhà em nhá, có đủ 3 màu này là xưởng nhiều xả đấy nhá. 219.000. 219.000 không phải mặc thử nhá. Mình là mình cứ quất luôn ấy. À, len lông này. Đấy là màu hồng này, màu trắng này. Xả hộ nên không phải mặc thử nhá. Ai mua thì quất luôn này. Màu trắng này. Đây là màu vàng vàng nâu này. Em có đăng ảnh trên Facebook rồi đấy, mọi người có thể vào xem nhá. À, người ngoài mặc đẹp hơn cả mẫu luôn. Đây là lông màu nâu cao cấp nhá. Cho em cái màu trắng này cho ok. À, và một cái chương trình cuối cùng trong buổi livestream ngày hôm nay, đó là một chiếc áo phao lông vũ. Cho mình áo len lông màu trắng, ok. Này, đây là áo phao lông vũ nhá. Lông vũ cao cấp.
Bình thường chiếc áo phao lông vũ ấy, đó đẹp chưa các chị ơi, áo phao lông vũ nhá, rất nhẹ và rất ấm luôn. Nó là bên trong này có lông vũ và bóp lại thì nó sẽ bé và nó sẽ như này. Khi các chị quay máy giặt nó sẽ xoăn như này, nhưng khi các chị thả ra thì vuốt hai cái nó lại óng ả như bình thường. Đây là chiếc phao lông vũ, cổ nó cổ 3 phân, rất ấm, ở đây có đường khóa rất nhỏ này. Khóa nhỏ này rất là thích luôn, thò được tay sâu sâu tận đây đấy các chị nhìn em thò tay này. Quá sâu luôn, rất sâu luôn. Cái túi này có thể đựng được rất là nhiều tiền và rất là có cả cái điện thoại to vật vã cũng đều được nhá. Và ở bên trong, đặc điểm bên trong của nó là bên trong này nhá, tuyệt vời nhất là ở bên trong này là nó có cái túi như này rất là sâu, mọi người có thể thò để rất là nhiều tiền, khi rút nhiều tiền ở trong và để vào trong này nhá. Hai bên túi này túi cực kỳ to luôn, đựng được mấy iPhone X, đựng được cả cả được mấy trăm triệu luôn, 500 triệu ok hết nhá. Đựng được hai trong hai túi này và khi đóng khóa vào vừa khi lộ đít luôn. Chiếc áo này trên thị trường bán 450-500. Đấy, ai chia sẻ livestream em bán được 400.000 và chị nào muốn là người nhanh tay nhất để sở hữu chiếc áo này thì hãy inbox em ngay, em bán cho chị giá dưới gốc 349.000. Đừng có bao giờ, sẽ không bao giờ ai có thể mơ được cái giá phao lông vũ giá hơn 300 mà hôm nay em bán hơn 300 cho các chị. Bán là bán, thích thì bán thôi ạ, bán cho vui thôi chứ không ăn lãi gì nhá. Đây là màu hồng, em có hai màu xả nốt cho các chị luôn, hết hàng. Đây túi trong nó không liên quan đến túi ngoài nhá, size SML nhá, em đang mặc size S đây, form rất là đẹp. Mọi người mặc cái này với quần nâng mông, để sợ bây giờ mình thay quần nâng mông thì dễ nhá, thay quần nâng mông nhá hoặc là quần chống vòi mỡ nhá, cho nó diễn tả đúng cái chất của cái chiếc quần này luôn, à chiếc áo này luôn nhá. Đây, cơ hội cuối và cuối là cuối cùng là cơ hội cuối cùng đấy. Khi các chị mặc này thôi rất là nhẹ nhàng, chị đi bất kỳ đâu đều tự tin nhá. Đây, đây là quần nâng mông, giá của nó là 90.000. Ai mua hai cái là còn 80, rẻ như cho. Đấy, còn đây là áo cao cấp, áo hàng 300 mấy 400, phao lông vũ thì chị biết thừa rồi. Cứ phải 4 lít rưỡi. Nhưng mà em bán em xả giúp chị có 350 thôi. 350 thôi nhá. 350.000. Đấy có hai màu. Đấy là màu 65 cân vừa hết size SML, nốt điện chốt hạ đây này. Nhìn cái mác của nó biết đây này các chị này. Đây cái túi bên trong của nó nhá. Mọi chi tiết rất là ok luôn. Này mác này, mác tàu mác xịn luôn nhá. Các chị nhìn thấy không ạ? Các chị có thấy không ạ? Thấy rõ ràng 100% luôn đúng không? Hàng này là hàng cao cấp, hàng Quảng Châu chứ không phải là hàng Việt Nam gia công nhá. Mọi người chú ý nhá. Làm sao mà hàng Việt Nam gia công lại được chất áo như này đây? Khi chị vò chiếc áo này nó xoắn suýt to lò này, nó sẽ bé tí luôn, nhưng mà khi thả ra cái nó chị ơi, thả ra phát nó lại phồng. Đấy là chiếc áo phao cô, phao lông vũ. Đây này, nguyên mác của nó này. Mác của nó đây nhá. Đấy, mác của nó chuẩn này. Xách qua biên giới đó chị ơi, về đắt tiền lắm. Phao lông vũ size SML. Em 48 cân đây này, em mặc size S đây này. Đây. Đây là con màu xanh nhá. Đó. Các chế ơi, quất luôn vào ngay đi ạ. Phao lông vũ cao cấp nhá, phao lông vũ cao cấp. Đây là màu xanh ạ, đây là màu xanh ạ. Nhìn trông đơn giản này thôi nhưng mặc nó siêu ấm luôn. Siêu thích luôn, siêu ấm. Siêu ấm. Và bên trong này cũng có rất là nhiều túi này, mát này, chuẩn đét luôn. Giá 350.000 xả kho. Xả kho. 350.000. 350.000 nhá các tình yêu ơi, 350.000 nhá, quất ngay nhá. Màu xanh hay là màu hồng ạ? Phao lông vũ màu hồng. Quần nâng mông hai, quần sáu tấc, quần 3S ok. Còn dạ túi lông không chị? Dạ túi lông còn một cái mời dạ túi lông. Đây, quần tất 19.000 nhá các tình yêu ơi, 19.000 ạ. 19.000 các chị ơi, quẩy luôn đấy ạ. Có XL không? 50 cân là lấy size S được chị ạ. 50 cân có size S, có hai màu thôi. Nốt hạ đi các chị ơi, 350.000 có ship code nhá. 19 một cái quần tất này. Quần nâng mông của em là có mấy chục nghìn thôi. Màu hồng ok, có ship code đây này. Chất sướng mà này. Bóp này. Nó mịn mà trong này là lông mà, lông vũ này. Trong này là có lông vũ này. Các chị có thể soi lên đánh đèn nhìn thấy ngay lông vũ. Đây này, lông lông này. Ok nhá, chốt hạ cho em đi để quẩy ngay giá rẻ nha các chị yêu ơi. Cảm ơn các chị nhá. Tiếc quá, bán rẻ.
cho em cái màu hồng. Ok, đây màu hồng này đẹp, màu đẹp nhất. Anh chị ơi, đây là cái màu hồng này, màu hồng đẹp nhất, đẹp hơn cả màu xanh, đẹp thật. Màu hồng này thích, màu hồng này cảm thấy người nó trẻ mà nó khỏe ấy, nó kiểu làm sao nó thích lắm. Một cái màu hồng nó bền màu, bao giờ cho không, hồng này xịn đấy, xịn xịn ơi xịn luôn, thích không đấy, ấm cực. Ôi rồi mà cái áo này không muốn thay luôn ấy, eo ơi chả muốn thay luôn. Cho em hai quần nâng bông 65 cân mặc size L, chị ạ, có ship toàn quốc nhá. Phao lông vũ này, phao lông vũ đây này. Ơi vẫn để cọc tiền ở trong này chưa lôi ra. Ôi rồi em cũng làm một cái này mặc mà kiểu đi đánh hàng thứ lạnh, lạnh khoảng có 10 độ 15 độ vẫn chiến đấu thoải mái luôn. Đây cái cọc tiền của mình nó dày như này cơ mà. Một cốt giòi dày nữa cũng được, vì túi này trong này to lắm. Chồng em ấy, em cũng chồng em cũng có một cái phao lông vũ mua ở shop gì ấy, nó bán là 1.550.000. Đấy, xong rồi mua tặng em một cái áo ở đấy, 1.200.000 mà em đéo mặc, không thích. Bởi vì không biết tại sao nhưng mà khi mình kiếm mình tiền vất vả mình cảm thấy triệu mấy nó to thế ghê luôn. Mấy cả mình đang bán như này kiểu cùng loại của mình mà nó bán đắt, mà nó bán 1.200.000 mà nó chỉ hơn mình một tí tí thôi mà bán đắt quá. Mà mình đang cái áo có hơn 300.000 rồi mà di rước về áo 1.200.000 ai mà nghe đúng không. Kể cả biết là chồng có tấm lòng nhưng mà vẫn không thích thật. Thôi cứ để cho chồng mặc quần áo đẹp, mình mặc áo bình thường nó vẫn đẹp chứ sao. Còn rồi mình bán quần áo mình biết là nhiều khi chỉ cần đừng có mà ham cố đi mua đồ đắt tiền, đừng có nghĩ đồ đắt tiền là đồ đồ đẹp. Đấy là một cái nguyên lý cũng đúng nhưng mà lại chả đúng. Có nhiều đồ nó vừa rẻ mà nó vừa đắt cơ. Thế chứ nhỉ? Còn mình là rẻ mà tốt. Này khóa này trơn cực luôn. Cái đường khóa này là chung với đường chỉ này. Khi chị kéo khóa lên nhá, nó vừa khít luôn đấy, khít luôn này. Nó sẽ không nhìn thấy đây là của túi đâu, nhìn nó như có áo không túi ấy, nhưng mà cái túi của nó lại sâu ngập cả tay luôn. Đỉnh là ở đấy. Và lông vũ size S màu xanh. Đây, quần nâng bông này size S, ML, XL này rất là dễ mặc, giá 80 một cái. Mua hai cái đấy, khi mua hai cái mua một cái là 90 nhá. Cứ thế mà mua thôi. Còn việc em bán thì chị không phải clo. Bán quá rẻ luôn, bán tâm huyết đấy. Áo phao 350.000 nhá. 400 mấy 500 còn 350.000. Hơn 300.000. Đấy, còn rốt nốt con này là nhốt chốt hạ nốt phát này là thôi tất tất máy đây này. 350.000 mị. Bán như cho rồi mị 350.000, rẻ thối này mắt ra. Đây, áo như nào? Áo như này. Nhìn thấy không ạ? Mác đây ạ. Tang mác đây. Đầy đủ. Full level luôn. Ôi trời. 3 mác luôn, 4 mác cháy hết nhá. 1 mác nhá, 2 mác, 3 mác và 4 mác. Ok, xin cảm ơn. Cứ xịn mà mua thôi, không phải nghĩ. Tất ba đi, dạng túi lông đi chị ơi. Đây. Em có con cái cái áo này dạng mà nâu tây này, 5 cúc nhá. Màu nó hơi đỏ đỏ, đỏ nâu ấy các chị nhá, đỏ nâu này. Cái con này rất là trẻ mà mặc rất là cá tính. Giá bình thường của chiếc áo này là giá khoảng 700.000 nhưng hôm nay em xả nốt 399.000, vui lòng chốt hạ cho em ngay nhá. 399.000 dạ rất là đỉnh luôn. 399.000 mặc lên cái phong thái con người nó trẻ trung. Và chiếc áo này nó cái đường viền này nó chằn đúng với cái đường chỉ này nên tạo nên một cái cảm giác rất là sang chảnh. Áo dạ 399.000 ai mặc cũng được nhá, bất kỳ nhá. Đấy, nốt con này là em về like cho nó đúng chuẩn luôn nha các chị luôn. Là phải biết về chân váy. Đây. Lên tông quá phê luôn, phê lòi mắt nhá. Phê lòi mắt luôn đó. Đấy, mic với chân váy len đây này. Đó các chị ơi, rất chất luôn. Chiếc áo này cực kỳ dày và chuẩn đây. Màu của nó là màu kiều đỏ cam nhá, đỏ cam như này. Đẹp. Rực rỡ luôn. Giá của chiếc áo này là 700.000. Chia sẻ livestream nhá. Em giá sản là gốc của 399.000. Mua là phê, mua là mê luôn. Áo dạ các chị ai đi tìm chiếc lòng ngoằng, nhưng theo em cảm nhận thấy là chiếc áo đẹp là một chiếc đơn giản. Đơn giản nó lại lang mang một cảm giác sang trọng đến bất ngờ luôn. Nó là một sự kết hợp hài hòa giữa tông màu và nó rất là dày dặn và đỉnh luôn đấy các chị ơi. Đẹp chưa? Em tại sao em lại chưa hết livestream bởi vì em muốn nói nốt cái này. Thích quá. Quên mất. Size ML nhá. Hôm nay có set không chị ơi, hỏi nhiều lắm.
Có, hôm nay chị không like được vì rồi nhiều thứ lắm. Rồi ti tỉ thứ. Các bạn ơi, mình giống một cái siêu thị mà. Các bạn ơi, mình có nhiều thứ lắm. Em mua 10 áo. Đấy. Ngoài ra nó còn có cái dạng ngắn như này. Sale. Hàng này hàng sale 299.000 áo dạ. Úi dồi ôi, rẻ mà như kiểu nói nhầm. 299.000 nha mọi người ơi. Con này trước bán 400 rồi bán 299.000, giảm 100. 299.000 dạng một cúc nha. Dạng một cúc màu này là màu đỏ, 299.000 ạ. Váy len của em 250, chia sẻ live stream còn 169.000 nhá. Chia sẻ live stream 100. Đây này, áo áo rem line này thích cực. Để thôi, 399.000, 400.000 áo này, chốt hạng 400.000, ai mua thì lấy nhá. Thế thôi, thế thôi, thế thôi nhá. Vì cái này là thôi mặc nốt để chào tạm biệt các chị đây. Cảm ơn các chị đã theo dõi livestream của em. Rất hoan nghênh các chị với đến với shop của em, ấn theo dõi em và mình sẽ cùng nhau mua sắm giá rẻ tuyệt vời rẻ luôn. Và rất là tuyệt vời cho chị là khi mà chị đến với em là không bao giờ phải lo đắt, rất rẻ rất đẹp, mua hàng dễ tính, thoải mái vui vẻ, thích thì mua thôi. Sống không bao nhiêu nên cứ phải yêu thương bản thân mình. Rất là nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống nên là trước khi mà ta cảm nhận rằng là tuổi thanh xuân qua đi rất là nhanh, thì ta hãy níu giữ nó lại bằng những cái kỷ niệm đẹp. Ta có thể lựa chọn món đồ ta thích, ăn những gì ta thích và làm gì ta muốn. Xin cảm ơn các chị đã ấn theo dõi em và xin cảm ơn các chị đã kiên nhẫn để theo dõi livestream của em đến giờ này. Chúc các chị một giấc ngủ vô cùng và sâu và ngon bên người thân và gia đình. Hẹn các chị vào livestream 2 ngày tới nhé. Ngày mai em sẽ bận rồi. Thế nên là hẹn các chị vào ngày ngày mai nhé. Ngày tới nhé. Chúc các chị ngủ ngon và yêu thương các chị rất là nhiều. Xin cảm ơn ạ. Bye bye.